Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận nhé các bạn. Như trong clip trước mình có chia sẻ thì ngày hôm nay mình cùng với tất cả các bạn ra đây để thu hoạch tổ yến Phan Diễm các bạn ạ. Mình gọi là tổ yến Phan Diễm tại vì lâu nay các bạn hay mua cái mặt hàng tổ yến thật biển miền Trung của Phan Diễm đó các bạn ơi. Thì thỉnh thoảng những đợt thu hoạch lớn trong năm thì mình cũng ra tận nơi để quay, để chia sẻ cho tất cả khán giả kênh Phạm Dũng biết được là tổ yến mà Phan Diễm đang phân phối nó chất lượng như nào, nó thật như nào. Thì ngày hôm nay cũng là một ngày mà mình đi ra đây để đổi gió luôn các bạn. Tại vì trong suốt khoảng một tháng vừa qua thì khán giả kênh Phạm Dũng ở Sài Gòn thì cũng đã khá là quen thuộc với cái không khí ẩm thực đường phố Sài Gòn rồi. Ngày hôm nay mình ra đây với một cái không khí miền biển phải nói là vô cùng thoải mái luôn. Mà cái cảm giác là thực sự là mình rất muốn ở đây một vài ngày, nhưng mà do là thời gian này mình và Diễm khá là bận rộn nên là mình chỉ có một ngày ở Tuy Phong Bình Thuận thôi các bạn ạ. Còn đối với bạn Diễm, ngày hôm nay mình có mặt ở đây thì bạn Diễm cảm thấy như nào bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Thực sự là mình cảm giác rất là hào hứng các bạn ơi. Tại vì các bạn biết là trong những năm qua thì Diễm bán yến á, mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần là yến bên Diễm thì Diễm không có đi gom đại trà, mà mình hợp tác cùng với chị Nga để mà nuôi dưỡng một cái nhà yến. Thực ra mình sẽ dùng cái từ là nuôi, nhưng ở đây là yến mình chỉ là có một cái nhà cho nó về nó ở, và mọi thứ là nó phải tự bay ra bay vào, nó tìm thức ăn rồi nó tự làm tổ này kia hết nha các bạn. Thì đôi khi á, là những khán giả nào mà đã theo dõi kỹ kênh Phạm Dũng trong suốt những năm qua thì sẽ hiểu được cái chất lượng yến của bên Diễm như thế nào. Nhưng mà với những khán giả mới xem thì đôi khi mọi người sẽ không hiểu được, không biết là yến này ở đâu hay là nó làm tổ như thế nào. Và cũng mong muốn là cái video này cũng sẽ trả lời cho khán giả những ai mà thi thoảng là đặt hàng yến của Diễm mà không có hàng đấy. Thì phải nói là yến thì bên mình tổ là phải đợi con yến nó rời đi. Và cái ngày hôm nay sẽ là một cái đợt thu hoạch lớn. Tại vì hầu như là yến thì nó đã bay ra ngoài và nó bỏ cái tổ không ấy. Thì một tí nữa mình sẽ vào nhà yến, mình gặp chị Nga thì sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Nhưng có một cái quan trọng hơn hết là ở khu vực Tuy Phong Bình Thuận thì phải nói là biển Tuy Phong quá đẹp luôn các bạn ơi. Chính xác, khu vực bờ biển của Tuy Phong thì phải nói là cái vẻ đẹp hoang sơ yên bình chưa có bị du lịch hóa, thương mại hóa nhiều các bạn. Nên là phải nói là một cái vẻ đẹp mà làm cho mọi người rất muốn là tìm hiểu, trải nghiệm lâu. Thì chắc là tương lai mình sẽ còn quay trở lại đây nhiều. Nhưng mà trưa ngày hôm nay mình dừng lại đây để ăn trưa trước khi vào nhà yến. Tại vì sáng ngày hôm nay mình xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh khá là sớm và tới đây là rất là đói bụng rồi. Đói mèo râu luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ mình phải đi ngắm biển đã. Hôm nay được cái là thời tiết trong veo mà biển rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy mình đứng ở trên đường nhựa này cứ nghĩ là nó cách xa bờ biển lắm, nhưng thực ra là chỉ khoảng 10-15 mét thôi. Qua bên này là thấy biển rồi nha các bạn. Ở đây là một khu vực mà có rất nhiều tàu neo đậu lại các bạn ạ. Mùa này thì mình có hỏi các cô chú hồi nãy thì cô chú nói là sẽ có nhiều tàu đánh bắt cá về đây lắm. Và buổi sáng còn có cả chợ cá nữa. Và mấy tháng tới có khi còn có những đợt mà kéo cá cơm nhiều lắm. Đấy, nói chung là ở gần biển thì lúc nào cũng sẽ là một cái ưu điểm là được ăn hải sản tươi ngon rồi rối. Nhưng mà có cái khu vực này á, mình sẽ đi thử xuống luôn nha. Mình đang đi không phải lối đấy. Đấy, một cái bờ biển trải dài như thế này, rồi hàng cây phi lao nữa, đẹp lắm. Nhưng mà gần như là không có bị du lịch hóa nhiều nên là nó yên bình, nó hoang sơ. Ở khu vực này thì mình thấy là mọi người theo kiểu đời sống bà con thôi, quán xá thì cũng rất là đơn giản để phục vụ cho người dân địa phương ấy các bạn. Thôi đi ra đây được luôn nè. Mình đi ra ngoài bờ biển một chút đi. Chắc là cũng khá là lâu rồi khán giả kênh Phạm Dũng mới được đi biển ở trên kênh Phạm Dũng. Wow, đẹp quá. Giờ này là thủy triều đang rút này nên là mình mới đi ra đây được. Chứ tới giờ nó lên là nước ngập hết các bạn ạ. Ban đầu khi mà bạn Diễm có kế hoạch đi ra đây để thu hoạch tổ yến thì mình tính là ra đây mấy ngày cơ, để khán giả kênh Phạm Dũng có những nội dung mới mẻ hơn. Tuy nhiên là mình lại nhận được một lời mời của anh Hải Sapa TV. Ngoài chụp hình cưới ra thì còn một sự kiện đặc biệt nữa, đó là live show ca nhạc Hồi Sinh được tổ chức tại thành phố Lào Cai và có quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ tới biểu diễn và nhiều nhà hảo tâm nữa.
Và anh Hải, chị Tuyên cũng rất muốn mình có mặt ngày hôm đó, nên là mình quyết định là phải có mặt và kết hợp chụp hình cưới luôn. Chính vì vậy mà cái chuyến đi Tuy Phong Bình Thuận ngày hôm nay nó rút ngắn chỉ còn có một ngày so với dự tính ban đầu là 3-4 ngày. Nhưng mà sẵn đây thì nhờ khán giả của kênh Phạm Dũng là cũng sang kênh anh Hải là gửi lời cảm ơn giúp Phạm Dũng và Phan Diễm. Mình cảm ơn trực tiếp rồi, nhưng mà anh Hải và chị Tuyên là đã đặt vé hạng thương gia luôn cho team Phạm Dũng đi ra. Cũng như là giống như thứ nhất là tham gia cái chương trình mà gây quỹ để ủng hộ bà con bị lũ lụt này. Nhưng mà cái quan trọng nữa là anh Hải và chị Tuyên là thực hiện cái lời hứa là tài trợ vé máy bay cho Phạm Dũng và Phan Diễm là ra chụp hình cưới các bạn ạ. Đó. Nhiều cái điều đặc biệt như vậy nên là mình quyết định là sẽ ra Lào Cai. Mấy hôm vừa rồi mình cũng có hỏi mọi người để tư vấn ấy, thì nó gọi là cái duyên mà. Đúng rồi. Nên là mình không thể nào không đi được. Nhưng mà các bạn thấy là ở đây này, biển này kia, cái màu nước rất là đẹp luôn nha. Và có cả thuyền của bà con mình, chắc là vừa vào sáng nay anh Dũng ha. Nên là buổi chiều là người ta neo đậu ở đây này. Theo mình biết thì mọi người sẽ đánh bắt cá và vào bán cá buổi sớm. Và chiều tối hình như lại xuất phát ấy, nên là giờ này cũng khá là nhiều tàu đậu ở đây. Và cái mùa này thì khu vực này này sóng yên biển lặng nên là nhiều tàu về đây neo đậu. Và đặc biệt nó là ở đây còn có lăng cá ông mà cách đây khoảng hơn một năm mình có ghé vào review á. Đúng rồi, các bạn thấy là Diễm luôn quan niệm một cái điều rằng mình thích là người thật, việc thật này. Và bất kỳ một sản phẩm nào mà Diễm mang về cửa hàng của Phan Diễm là cũng đều được chăm chút hết. Cho nên là mình không ngại quãng thời gian đi từ lúc 8 giờ sáng cho tới đầu giờ chiều để có mặt ở đây để chia sẻ với các bạn về yến của Phan Diễm. Thích quá. Khu vực này nó vừa hoang sơ vừa yên bình, biển lại sạch đẹp, nhiều tôm cá. Chính vì vậy mà những cái tổ yến của miền biển miền Trung Việt Nam mình luôn được đánh giá rất là cao về chất lượng và luôn cháy hàng. Và nếu mà mình mua được những cái tổ yến miền Trung thì mọi người đều rất là thích. Đúng rồi, về cái hàm lượng dinh dưỡng này, về mọi thứ. Nên là hiện tại thì Diễm chỉ đang phân phối là yến ở miền biển thôi các bạn ạ. Đây, và Diễm chạm tay vào một chút nước biển của huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Cẩn thận nha. Nhưng mà nước trong veo à. Mình luôn muốn có một chuyến đi, ít nhất là một chuyến hoặc nhiều chuyến để khám phá biển Tuy Phong, nhưng mà tới bây giờ là vẫn chưa sắp xếp được các bạn ạ. Vì các bạn biết là khu vực Ninh Thuận này, Bình Thuận này, Nha Trang Khánh Hòa này thì phải nói là hải sản rất là ngon luôn. Mà mình cũng mong muốn là thời gian tới là sẽ được đi khám phá nhiều. Hôm nay là mình sẽ ghé phía trên đó là để ăn trưa đó các bạn ạ. Ở đây thì có những quán ăn mà thuộc dạng là bình dân, dân dã thôi. Không có phải là nhà hàng sang trọng các bạn ạ. Nên là mình cũng rất là thích thưởng thức những cái bữa cơm ở các cái quán ăn bình dân như này. Mình đi lối nào, mình đi này vào được không anh Dũng nha? Nắng quá ha. Mình đeo mắt kiến mình cảm giác không nắng lắm, nhưng mà thật sự là đang trời rất là nắng luôn á. Rát da rồi đấy. Đấy, nếu mà thủy triều lên cao là nó tới sát cái kè, bờ kè đá kìa. Phía trên đó là trời đang mưa to đó anh Dũng. Trên đường mình đi ở đây thì gặp mấy cơn mưa lớn lắm. Nhưng mà may mắn là tới Tuy Phong thì trời lại nắng ráo. Đây, mình sẽ có lối để đi lên nha. Nắng quá rồi. Đây, quán ăn của mình ở đây. Này là mình đang đi đường tắt đấy các bạn. Đây, lên xem mà đồ ăn của mình có chưa. Nghe mùi thơm. Nãy mình vào đặt đó là cô nói là phải 30 phút. Chắc là mình ngồi đây ăn này. Ở đây là sẽ có những cái bàn đá như này mình ngồi ăn và ngắm view biển luôn. Ngồi đây chờ thôi. Chắc là gần có đồ ăn rồi đó anh Dũng ạ. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Món gì vậy chị? Bây giờ chả kẹp bánh tráng trước nè. Chả kẹp bánh tráng gọi là món khai vị. Khai vị, món khai vị. Mùa này ở đây chị có nhiều khách tới không chị? Nhiều, nhiều khách tới mà đầu quét chị nó hơi ít khách một chút. Sao lại ít khách chị? Nó tập trung nó vén trên kia đó, nó dễ hơn, còn mình mới vén mình xa dưới đây nè. Hơi xa hả? Hơi xa. Nói chung là hơi xa. Mà cái chả kẹp mà bánh tráng luôn vậy, chả cá đấy. Đúng rồi, chả cá kẹp. Chiên lên. Vừa chiên xong là nóng hổi luôn này. Đúng rồi á. Thơm quá anh Dũng ha.
Trời, thơm lắm các bạn ơi. Cái này vừa chiên xong là phải ăn luôn, nó mới nóng, giòn, nó mới thơm. Ồ, đây, mời anh dùng miếng này nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. À, đồ ăn của ngư dân miền biển làm thì chất lượng lắm các bạn ạ. Mời cả nhà nha. Cho mấy tương ớt, tương cà này. Lạ lắm nha. Cái bánh giòn, cả cá thì thơm. Chất lượng á. Mình sẽ cắn thử miếng đầu tiên này. Mè nhiều nó thơm lắm. Ngon nhỉ. Cái bánh đà nó giòn tan mà Diễm à. Nhưng mà cái phần á, cái phần mà nó kẹp với bánh trắng thì nó lại hơi dai dai. Phần kẹp với chả cá ở giữa này, các bạn sẽ thấy là ở giữa này nó không có giòn rộp lên thì nó sẽ dai, còn bên ngoài này là giòn tan luôn. Này, những cái phồng lên vậy là giòn hả, đúng không? Còn cái miếng chả cá thì dai thơm, đúng là hàng thật bạn Diễm à, ngay biển mà. Này uống bia thì cái này mà chiều đi ghe vô ha, không mà làm một dĩa chả chiên bánh này không, uống vài lon bia. Ở trong nhà có một chú đang nhậu, chú nói là rượu thì được khoảng nửa lít, còn bia thì một thùng. Nhậu sáng giờ rồi. Bia mà một thùng luôn là đồ mạnh đấy các bạn ạ. Ngon quá. Các bạn có tới đây thì nên thử cái món này nha. Chiên xong là phải ăn liền. Chất lượng á. Bây giờ là sẽ tới món chính các bạn ạ. Đó là ba tô cháo. Nhưng mà nếu mà nhìn như này thì mọi người có đoán được là cháo gì không? Ủa, Diễm tưởng đâu là kiểu anh Dũng định kêu cho mỗi người một tô á, nhưng mà ai ngờ đây là cháo nhưng có tới ba loại được nha các bạn. Chính xác. Khi mà đọc menu thì mình thấy là có cháo hàu này, cháo cá này, và đặc biệt nữa là cháo mực. Nên là mình quyết định gọi cả ba loại này để cùng với tất cả các bạn thưởng thức luôn, xem là hương vị như nào. Mình đoán đây là bên này là cháo hàu này. Cháo hàu đây đúng không Diễm? Đúng rồi, cái này cháo mực này. Cái này cháo mực. Cái này cháo cá này. Cái này cháo cá. Để coi đúng không nha. Bạn Diễm đoán ba tô theo thứ tự để các bạn xem là đúng hay sai nha. Đầu tiên thử coi phải này là cháo hàu không nha các bạn. Đúng rồi nha, cháo hàu luôn nha. Thơm nha. Wow. Có cả trứng nữa. Kiểu hàu nhỏ nhỏ, hàu sữa, sữa ha. Đó, bây giờ đúng một tô rồi nha. Còn bên này coi có phải là cháo hả? Cháo mực không? Tuyệt vời. Các bạn thấy là kinh nghiệm bán hải sản thế này thì ok chưa? Thế là bạn Diễm đoán đúng cả ba tô cháo rồi đấy. Nhưng mà chưa bao giờ mình ăn cháo mực. Cái cháo mực mà sắt lát lát như này. Nếu mà cháo mực nhỏ nhỏ thì mình nhớ là hình như có ăn một vài lần ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ chính xác lắm. Cái này là size mực lá mình đang bán luôn đấy anh Dũng. Mực to đấy. Mực lá to đấy các bạn. Còn bên này là cháo cá này. Đúng là ăn ngay tại bờ biển có khác bạn Diễm mà. Còn mực nó cũng chất lượng. Này là cá bớp đó các bạn ạ. Nhìn chất lượng thật là nấu theo kiểu giống như là ở nhà đang nấu á. Nhưng mà thôi, đầu tiên là làm một bát cháo hàu trước nha các bạn. Quán thì nhìn rất là bình thường thôi nhưng mà nhiều đồ ngon. Tại vì cái nguyên liệu chính là hải sản ven biển thì nó nằm ngay trước mặt quán rồi. Đây. Các bạn Diễm. Dũng nha. Của Diễm này. Đây. Diễm là thích ăn cháo mà mình sẽ bỏ tiêu á các bạn. Thì nó rất là thơm. Đây là kiểu hơi hơi cay cay á. Đó, đậu vào đây nha. Đang đói vậy mà làm chén cháo cũng hợp lý. Bạn thấy gió mà tóc Diễm là bay 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 luôn á. Mời cả nhà nha. Ồ, béo quá. Nhưng mà mình có cảm giác là hình như là khách tới đây gọi cháo thì mới bắt đầu là hầm cái gạo lên anh Dũng ạ. Nên là kiểu cảm giác này các bạn thấy cái hạt cháo này, nó kiểu là nó nở ra bung bung nhưng mà kiểu vừa phải ấy. Từ lúc mình gọi món tới bây giờ là khoảng hơn 30 phút. Thì không biết là cô đã hầm cháo trước hay là bây giờ mới hầm. Mà cháo ngon. Cái cá, cái mực hay là cái hàu thì mình chỉ cần cháo nó nóng là mình có thể là bỏ vào được. Ăn nó tươi ngon.
Con hàu này nhỏ nhỏ nhưng mà béo thơm lắm. Để mình thử một muỗng xem như thế nào. Đây, hàu này. Mời các bạn nha. Đánh trứng gì cũng hay á. Cháo đặc. Gạo là gạo, cái hạt gạo tươi nấu lên chứ không có da. Hàu béo. Mà cái vị hàu nó rất là mạnh mà thế mà. Kiểu hàu nhỏ lắm mà sao nó kiểu cái mùi nó mạnh lắm luôn ấy. Cho nên cái hàu này Diễm nghĩ là nên ưu tiên là các bạn phải ăn nóng luôn nha. Các bạn đừng có đi gọi xong mà đi biển nơi đâu mà biển không gió chơi xong vô nguội là ăn nó không ngon mà ăn nóng đâu. Còn bên này thì làm luôn thử nhà bán mực nhưng mà lần đầu tiên mà kiểu thấy cháo mực như thế này các bạn. Bạn nào mà có mua mực của Phan Diễm về thì thử nấu cháo về thử xem sao nha. Mà tô rất là nhiều mực luôn anh Dũng ha. Nhìn ngon chưa? Cái mực này là phải chấm với lại nước mắm mặn. Đấy. Nước mắm mà ăn theo kiểu là ở nhà quê các bạn. Là giờ ớt xanh, ớt đỏ này. Chứ không phải là kiểu làm cầu kỳ đâu. Nhưng mình mà thấy chấm như này mới là ngon này. Nó đậm đà. Mọi người đi du lịch bây giờ người ta thích đi những nơi mà kiểu ít khách thôi mà kiểu làm theo kiểu dân dã ấy. Mực này thì phải nói là ở đây thì không phải nhận xét, không phải nói gì nữa hết. Tại vì cái độ giòn, độ ngọt là 10 điểm nha các bạn. Trời ơi, anh Dũng ngấp thử một miếng mực đi. Mình xin phép lấy một miếng mực trong cái tô này nha. Ngon lắm thử luôn ấy. Thử xem là như thế nào. Đây. Các bạn ăn cùng Phạm Dũng nha. Bữa sau về Diễm phải nấu cháo mực mới được. Mực ngon ha. Ôi. Giòn. Mực rất là giòn không? Nhưng mà hay là do lạ miệng mà mình cảm giác là cái vị của tô cháo mực này nó ngon hơn vị của tô cháo hàu. Nó ngọt, nó thơm. Tại vì mực béo. Ôi. Đúng là người ta nói là đi một ngày đàn học một sàn khôn anh Dũng ha. Hôm nay là đã phát hiện ra là cháo mực rất ngon nha các bạn. Ở đây là ngay khu vực bến tàu rồi. Buổi sáng còn có cả chợ cá nữa. Nên là mình nghĩ là các loại hải sản đây thì khỏi cần nói về độ tươi ngon. Mà lại quán do người dân địa phương mở ra, bán rất là dân dã. Nên là mình nghĩ là các cái nguyên liệu họ chọn đó, vừa ngon vừa chất lượng mà giá cả lại hợp lý nữa. Cái này là mình tư vấn không phải là kiểu để đi ăn mà giới thiệu bán hàng đó các bạn. Nhưng mà thật sự là nếu bạn nào mà thích cái hương vị kiểu mực này này, mà muốn nấu một nồi cháo á, thì khi mà gọi cho bên Phan Diễm, thì vì bên Diễm này có rất là nhiều loại mực, thì các bạn nói là cho cái mực mà size tầm khoảng cỡ 500g, mực nhỏ, mực lá nhỏ, là bên Diễm sẽ, các bạn nhân viên bạn sẽ tư vấn cho các bạn lấy được cái mực như thế này. Hay là hôm nào mình về quê để nấu cho cha mẹ vợ ăn thử một nồi cháo mực cả bác hai nữa, xem là mọi người cảm nhận như nào. Chắc là ở nhà chưa bao giờ nấu cháo mực bạn Diễm à? Chưa, tại vì bình thường ngay cả Diễm cũng không nghĩ tới việc là con mực mà mình lột cái da ra xong mình cắt như thế này để nấu cháo đâu. Bản thân Diễm còn chưa nghĩ tới đó các bạn. Thế là tô cháo mực là đã chiếm được tình cảm tuyệt đối của bạn Diễm rồi đấy. Cháo ngon thật các bạn. Mình nghĩ một phần nữa là do lạ miệng nữa. Lạ với lại đang đói nữa. Đấy, bây giờ thử luôn cái cháo cá nha các bạn. Cháo cá bớp. Thì xem là hương vị như nào. Thường mình sẽ ăn cá bớp kho, nấu canh chua hoặc là nướng. Nhưng mà hôm nay cũng là lần đầu tiên ăn cháo cá bớp luôn. Cái cá bớp này mọi người hay làm nhất là nấu canh chua, nấu lẩu. Cháo thì thật ra là nó như nhau. Nhưng mà cái quan trọng là cái cá này mình sẽ ăn thử mình cảm nhận xem là nó tươi như thế nào nha các bạn. Ôi gió quá. Đó, đây. Cá này mà chấm lại nước mắm mặn ấy thì hết sảy luôn. Mình ăn ngay cái khúc bụng á. Béo quá là béo luôn á.
Nhưng mà ở đây nha thì Diễm lại thích cái cá bớp này á. Ai mà thích ăn cháo thì có thể ăn cháo, nhưng mà Diễm thấy cái cá bớp này nấu canh chua hoặc lẩu là vẫn đỉnh nhất, hoặc nướng. Thế thì bạn Diễm thấy cái tô cháo cá này so với hai tô cháo còn lại thì như thế nào? Cá thì vẫn rất là tươi ngon, nhưng mà cái kiểu vị mình ăn quen á thì mình cảm thấy là cá này làm món kiểu lẩu có chua chua này kia nó ngon hơn là nấu cháo. Cảm giác là vậy thôi, còn không biết là với mọi người thì mọi người ăn mọi người cảm nhận thế nào. Vậy là tô cháo mực này là vẫn là tuyệt vời nhất trong ba tô cháo theo cảm nhận của mình và bạn Diễm nha các bạn. Đây. Sau khi ba tô cháo này xong thì mình vẫn còn một món đặc biệt nữa, đó là món cá đuối sôi mỡ cuốn bánh tráng chấm với nước mắm, thì các bạn chờ xem là hương vị của nó như nào. Nước mắm. Dạ. Em cảm ơn chị. Bánh tráng. Ở đây nếu mà muốn đi chợ cá chị là mình đi khoảng mấy giờ chị nhỉ? Đi chợ cá chợ gì thì mình đi khoảng 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Và Liên Hương. À, nhưng mà còn khi mà tàu vào bờ để bán cá. Tàu về bờ thì trên đây có thì khoảng 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Hoặc 5 giờ sáng có. Nhưng mà ngày nào cũng có hay là lâu lâu mới có? Đúng rồi, ngày nào cũng có, như mùa này là ngày nào cũng có. Còn mùa Nam thì thí dụ trời thổi là không có, còn trời êm là lúc nào cũng có. Dạ, em cảm ơn chị. Chị nha. Dễ quá, dễ thương quá. Còn đây là cái món mà cá đuối xối mỡ, một trong những món rất là đặc biệt khi mà mình đi các cái vùng biển. Một là lẩu cá đuối, hai là cá đuối xối mỡ này. Cái cá đuối xối mỡ này thì Diễm thấy là thường mọi người lựa cái con nó nhỏ nhỏ thế này nè, thì sẽ rất là ngon. Ở trên này người ta còn cho cả đậu phộng rồi cái hành lá nữa các bạn. Mình cuốn với bánh tráng á. Rồi nhìn ngon quá Diễm ha. Rau ở đây cũng rất là đơn giản mà Diễm ha. Dưa leo rồi một vài cái loại rau thơm. Con này rất là dễ sắn luôn nha các bạn. À còn bánh tráng nữa. Bánh tráng nha. Cái này là mình không phải là quấn với cái bánh tráng. Có bánh tráng quấn nữa. Dạ. Dạ, thế cho em xin bánh tráng để quấn, quấn ha. Dạ. Đây, trước khi quấn thì mình sẽ thử cái miếng miếng thịt không trước nha các bạn. Nhìn hấp dẫn quá ha. Ui, biết cay không đây? Thơm lắm các bạn. Mình cảm giác là thịt nó kiểu dai dai á. Bình thường mình hay tìm những con cá đuối mà 3-4 kg bạn Diễm à. Rồi mình mua một cái tảng vừa ăn. Nhưng mà ở đây là một con nhỏ cỡ mình đoán chắc khoảng 5-6 lạng. 5-6 lạng thôi. Này, các bạn coi cái phần này. Cái này là cuộn là ăn luôn. Này người ta đuối mỡ hành lên nên nó kiểu nó bị sẽ béo béo ấy. Muối ớt này cũng ngon lắm. Nhưng nhìn vậy thôi nhưng mà không cay lắm đâu, đúng không ạ? Yến thì chưa thu hoạch mà ăn hơi nhiều rồi đấy. Cái bánh tráng này, bánh tráng à. Giòn lắm luôn anh Dũng ạ, anh Dũng lấy cái miếng này nè, nó sẽ giòn hơn. Đó, miếng màu vàng vàng này nè. Cảm ơn bạn Diễm nha, mời các bạn nha. Ngon à. Giòn thơm ha. Mình còn cảm nhận được cái hương vị của cháy cháy khi mà nướng than nữa. Đây, cho lên trên này nha. À. Thêm miếng miếng rau đi. Hình như cái này không. Dạ, em cảm ơn. Ăn với cái bánh tráng phồng cũng ngon lắm ạ. Nhưng mà Diễm mà ăn thì mình rất là thích ăn cái cá đuối xói mỡ này phải cuốn với cái bánh tráng này nè. Gặp lại luôn nha.
ăn một vài miếng không để mình thử cái hương vị, cái độ tươi ngon của miếng cá đuối thôi. Nhưng mà nó ngon nhất khi mà mình vừa có rau, vừa có bún nữa càng tốt. Và mình chấm, mình cuộn lại, nó hài hòa hơn, nó bén hơn. Bạn thấy là mình đi ra ngoài khu vực Tuy Phong này mà mình đi về trong ngày luôn là cũng cả một hành trình đấy. Nhưng do là thời gian gấp rút thôi, chứ còn nếu mà có thời gian thực sự ở đây á, còn chia sẻ được với các bạn rất nhiều điều hay và thú vị luôn. Đây, dưa leo. Đây, rau thơm, rau mùi nè. Giống như kiểu rau ở nhà trồng anh Dũng ha. Như là rau vườn ở đây thôi. Cho cái cá lên nha. Đấy. Này ăn được luôn cả cái... Gần như là ăn được hết 100% con cá đuối luôn. Tại vì những cái phần mà gọi là xương của các con cá bình thường thì cá đuối đó là sụn, chứ không có xương như là cá khác. Nhúng hơi ướt à. Mình thử trước đẹp rồi đấy. Mình thử trước hồi mình sẽ cuộn cho anh Dũng sau nha. Nước chấm này ngon lắm thật luôn, không cay gì hết. Cuốn bánh tráng này là 10 điểm luôn á. Không biết là ngày hôm nay khán giả kênh Phạm Dũng có nhận ra cái điều gì khác biệt ở trên gương mặt của bạn Diễm hay không. Nhưng mà sáng ngày hôm nay trên đường đi ra đây là Phạm Dũng nhận ra một điều khác biệt rõ rệt. Sau khoảng 10 ngày bạn Diễm chăm chỉ tập luyện vào buổi tối ấy, là để giảm cân, làm sao mà mặc váy cưới đẹp nhất, thì ngày hôm nay là mình thấy là có một cái sự giảm cân nhẹ nhẹ rồi. Chắc là khoảng 1,5 kg bạn Diễm à. Bạn Diễm có cân lại chưa? Theo anh Dũng thì mình đã giảm được bao nhiêu? Mình đoán là khoảng 1,5 kg, tại vì hôm nay là mình cảm giác là gương mặt của bạn Diễm nó mi nhon lại rồi. Hôm nay Diễm nói thật với các bạn là hôm bữa anh Dũng hỏi mình là có đi ra Tây Bắc để chụp hình cưới không, thì Diễm đã từ chối luôn. Diễm mà không đi đâu, tại vì sao là đi ra ngoài đó, ra nhà hàng anh Hải thì đi ra Tây Bắc đồ ăn rất là ngon các bạn, nên là sợ lại lên ký nữa. Nhưng mà nhiều việc kết hợp với nhau nên là mình quyết định đi. Diễm chỉ sợ là vài bữa đi ra ngoài anh Hải xong rồi đi về là lại lên ký nữa. Chắc là bây giờ anh em mình sẽ tập trung ăn để còn tranh thủ vào nhà Yến thu hoạch nữa. Chị Nga cũng đợi mình rồi các bạn ạ. Sau khi thu hoạch tổ Yến xong thì mình sẽ còn thưởng thức một bữa ăn trước khi lên đường về Sài Gòn. Tổng cái hành trình đi về là khoảng 600 cây nên là mình cũng phải tranh thủ. Đi thăm nhà Yến xong là ăn hải sản nha các bạn. Các bạn có nghe thấy tiếng chim Yến đang kêu không ạ? Hiện tại thì mình đã có mặt tại nhà Yến này các bạn ơi. Từ vị trí hồi nãy mình ngồi ăn đó bạn Diễm, lại đây thì chỉ có khoảng 10 phút thôi, rất là nhanh. Thì các bạn thấy là nhà Yến ở đây ở một cái vị trí mà thực sự mình rất là thích luôn. Là ở đây bà con trồng nho này, trồng thanh long này, trồng lúa này. Ở đây thì có núi này, có biển này, và mọi thứ cảm giác rất là yên bình. Bây giờ mình sẽ vào gặp chị Nga nha các bạn. Chị Nga ơi. Ôi chắc là cũng lâu lắm mới gặp đấy. Ôi chào chị Nga. Có hai em chó đang sủa là để nhiệm vụ là giữ nhà Yến nha các bạn. Sao mà mình không nuôi bạn chó nào cỡ 40-50 kg mà nuôi bạn bé bé vậy chị? Sao? Tại vì ở đây là không có giống đó. Chỉ là giống như dạng như chó sóc chó cỏ rồi thôi. Thế là chỉ có giống chó con thôi. Nhưng mà nó khôn nha. Canh tối yêu cầu là chứ có người ha đi ngang qua ở ngoài thôi là nó đã sủa dần 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 luôn. Tại vì cái Yến là cái loại có giá trị mà, nên là giá trị cao á, nên mình phải đề phòng đồ, nói chung là không biết được tình huống. Nhưng mà hôm nay nhìn như các bạn thấy chị Nga hôm nay có khác biệt không? Nhìn y như là kiểu cô gái 18 á các bạn. Rất là trẻ. Giảm cân thành công sau sinh các bạn ạ. Nói chung là chị, nói chung hồi đó giờ chị sinh mỗi bí thể mà sanh xong là về dáng bình thường luôn. Cũng không, mà chị ăn lắm, ăn xử luôn, ăn ngược, ăn đồ không giảm luôn. Nói chung là mình không có kiêng. Không lên cân. Nó cứ vẫn giữ bình dị hay luôn thiệt. Nhưng mà có một cái nữa nha các bạn. Dù đây là nhà Yến nhưng mà mình rất là thích là quanh đây là chị trồng dừa với lại mít đu đủ rất là nhiều. Mà mít sạch nên là sâu nó ăn này, nó hư này. Không có phun thuốc. Không có gì hết, tại vì mình trồng là nhà mình ăn mà. Dạ. Đó.
Còn bây giờ hôm nay là chắc anh là đang ở chờ sẵn rồi kìa. Đang chờ để thu hoạch yến giờ chắc mình vô. Chắc là chờ cũng hơi lâu vậy. Tại vì em đi hôm nay đi đường quốc lộ hơi kẹt xe. Đi mình đi vào bên trong đi. À, lần trước khi mà đi xuyên Việt về thì mình cũng tính ghé vào, nhưng mà lúc đó chị Nga nói là yến đang còn ở nhiều chưa có thu hoạch được, nên là mình không có quay được đợt đó, mà phải đợi đúng ngày đợt này là yến nó đi thì mình mới thu hoạch được chị ha. Cao yến. Đi vào bên trong đấy. Này thì phải có đèn để soi các bạn. Rồi đi lên luôn, mình đi lên trở lại với nhà yến thân yêu. Nhà yến này sẽ bồi bổ cho khán giả cơm phạm dụng. Đúng rồi. Mọi người đi cẩn thận nha. Đây là tầng này. Đây là tầng thứ 2. Ồ, đây này. Dạ. Học đường này nó sẽ tăng sản lượng nhiều hơn. Dạ. Mê đây nha, nhưng mà mê tôi là phun luôn. Phun luôn hả chị? Ờ, giá tỷ như nó không có tàu thư đâu, nhưng mà một ô là nó đóng dày luôn. Dạ. Nghe tiếng này thật sự thấy rất là thích luôn á. Hôm nay là có thêm một thành viên đi thu hoạch yến, đó là con trai của chị Nga. Anh này là anh giữ. Bây giờ chị Nga là mấy bé rồi hả? Chị được 3 bé. 3 bé rồi. Tính ra là nhà yến này của mình là nay là mấy năm rồi chị Nga? Mình được 7 năm. Trời ơi, cái màu nó sóng sánh, cái màu này. Cái gân của nó rất là đẹp luôn chị Nga này. Cái yến dày. Đấy. Cái này sẽ dùng để làm yến thịt tinh chế đây. Yến này mình sẽ làm yến tinh chế. Dạ. Còn mà nếu mà làm yến thô là sẽ lựa cái tổ ít lông, cực kỳ ít lông luôn, là về là khán giả sẽ dễ nhặt hơn. Đúng nữa rồi. Đây, cho còn như đây. Còn như gì là để em nhặt. Nhưng mà mình lúc trước mình nuôi từ 7 năm, nhưng mà sau mấy năm thì bắt đầu là có trồng khoảng 2 năm. Dạ. Đây. Chỗ này là hơi khó để lấy nè. Còn mà ở dưới đây là phải cái chay dài thật lên mới lấy được. Có mấy bạn này là đang làm rồi đúng không chị nha? À, mấy bạn chim con á, con là mình hả? Phải chờ chim con bay đi rồi mình mới thu được. Còn mà những cái chỗ mà đã thu, đã bay rồi mình mới được phép mình thu. Đây. Đây là những cái tổ mà chim yến nó đã trưởng thành rồi. Nó bay đi. Nó bay đi rồi thì mình mới thu hoạch. Mình mới lấy nhà nó được. Đây còn không đi lên hai từng bạn đang làm ở trên đó. Đây, này. Đây là những tổ mà chim non đang ở cùng với bố mẹ này là sẽ không bao giờ thu hoạch nha các bạn. Chừng nào mà nó đã di dời đi rồi mình mới thu hoạch được. Cái chim cu te gì dễ thương á. Có ảnh ấy ra để đi vệ sinh đó. Quay ra đi dớt xuống. Đặc biệt là gần như là nó không bao giờ nó đi vệ sinh vào cái tổ đúng không? Ít lắm. Chỉ lâu lâu đôi khi là vướng một chút thôi. Dạ, đôi khi là kẹt chân kẹt về xíu, vướng một xíu là mới ấy. Tổ rất là đẹp luôn này các bạn này. Đúng ra khoảng 10 cái nữa thôi nó ngon. Nhưng mà sợ em mắc công chuyện nhiều. Dạ. Tại chị biết là em đang chuẩn bị đám cưới đám đồ lo rất là nhiều việc luôn. Dạ đúng rồi. Nên chị kêu thôi để coi ấy ra để cho em quay em đồ rồi. Dạ. Mình ghé thăm luôn cũng khá là lâu rồi em mới ra. Lâu luôn á, lâu lắm luôn, gần năm đấy. Hai đợt mình đi xuyên Việt về qua là đều không có đúng vào cái ngày thu hoạch được. Nên là mình cũng không có ghé vào quay được. Cũng rất muốn là tiện đường ghé vào nhưng mà cuối cùng là phải tới bây giờ luôn. Chưa tới thời kỳ để thu nhiều. Kiểu là mình cũng chia sẻ với các bạn nhiều khi là khán giả đặt yến mà Diệp nói là hết hàng chưa có, là tại vì sao là có những đợt ấy, là mình sẽ thu hoạch cao điểm. Ví dụ như đợt này là yến rời đi nhiều mình có thể thu hoạch, còn bình thường là mình cứ thu hoạch kiểu tỉa chị Nga ha. Lại dài giá tỉ như nói chung là cái đây nó cũng lúc nào em cũng thu, khi mà chim nó bay đi là thu, còn mà chim còn á thì nó sẽ ở lại, rồi khi nó bay đi thì mình thu tiếp, là mình thu liên miên yeah. luôn đó. Mà đợt này thì sẽ được nhiều nhiều hơn, đợt này là sẽ thu được nhiều hơn. Đi mình đi đi lên em là đang nhảy, chị bảo là cái chỗ nào mà nó dày đặc luôn, em đang rất là chờ đợi em đang này lên nhiều. Tại vì đôi khi chị Nga thu hoạch lai dai một chút đó thì mình cũng không có quay phim để các bạn xem, mà mình đợi khi nào mà thật là nhiều, thật là đẹp mà thu hoạch đợt lớn đó, thì mình mới quay để các bạn theo dõi cho nó dễ dàng và nó hình ảnh nó đẹp hơn. Đây này, đó, như ở trên đây là nhiều luôn đó. Em lên đây đó. À đây là. Ủa.
Bên này là gần như là cái ô nào cũng có luôn. Đó đẹp không này? Đấy, chứ các cái chỗ trắng trắng này các bạn này. Trên đầu luôn này em được đây. Ủa, chim con này, nha này. À, đó, này nó đang thì cái đầu nó xuống này. Nhiều, đó, chim con ở trên này đó. Đây. Ở đây hai bạn luôn này. Còn ở trong là còn chưa có lông luôn. À, đó. Đây, chỗ này chưa có lông này. Đó, chim non nè. Đó, chim non, ta nghĩ như là cái dòng đời của nó là nó sẽ đó như gì là không thu gì, cái lớn rồi nó bay đi rồi mình thu, rồi chờ nó lớn lên rồi mình thu. Ủa? Còn bên cạnh miên vậy á. Bên cạnh có phải là hai bạn chim không? À, hai bạn chim con á. Hai bạn chim con á. À, chưa lớn nó gần bay rồi, như dạng là gần bay, còn cái kia là mới nở á. À. Như là mình cứ thu liên tục vậy á. Cái này là mới nở này, còn ở trên này là mới bắt đầu ra lông này. À đó, xong bắt đầu là chuẩn bị gần bay nè, đó là cặp này là chuẩn bị gần bay rồi nè. Ừ. Đó là mình cứ thu cái liên tục vậy. Đợt này nhiều chim thật đấy. Đây nè, còn đúng một như bạn. Chị Nga nói là bạn. Càng ngày nó càng đông hơn. Còn một bạn đây nè, làm nè, em coi là làm gốc đây nè. Diễm nè. Đó làm trên đá đây nè, đó. Cái này là đã đi chưa gì? Bạn này cho mới đứng đầu tổ thôi. Bạn bạm tổ quậy. Cái này là có còn nhiều nữa nè. Đấy. Tổ này đẹp mà Dũng. Thì cái cánh chim yến nó đẹp quá hả? Đó, cánh đuôi. À, chị ơi, như cái này là hai chỗ này này là chim đã bay đi rồi này, là một phần mình sẽ thu hoạch này chị ha. Ờ đó, nó bay như đó nè, như một ô, như trong ô đây là có 5-6 tổ là mình thu được 3 tổ. Đây sẵn đây thì Diễm sẽ hỏi chị Nga luôn. À, rất nhiều người hỏi là sao yến thì có yến ở ngoài đảo là nó kiểu là nó làm tổ trên đảo không hay là yến nuôi? Sau đó thì bây giờ cái nuôi ở đây thì chị có thể chia sẻ là nói về yến đảo hay yến nuôi, có nghĩa là cái đây là nói nuôi. Thực sự là mình cũng không nuôi gì hết á. Khi mà cái đồ ăn của nó là nó bay lên không trung, nó ăn xong bắt đầu là nó về nhà mình chỉ y như là mình cắt một cái chỗ mà cái nhà để cho nó cảm thấy là ở cái chỗ đây là nó không có cái gì nguy hiểm á, nó ở lại nhà mình để nó trú, rồi nó thưởng lại cho mình, nó nghĩ là những cái tổ yến này thôi, chứ thiệt ra mình cũng không nuôi gì hết. Nó cũng thành thuộc là thiên nhiên. Và chia sẻ một tí nữa là nhiều bạn sẽ hỏi là cái tại sao tổ yến lại thu hoạch, lại thu đi cái nhà của bạn chim yến. Nhưng mà ở đây thì mình và chị Nga cũng chia sẻ rất là nhiều lần là thứ nhất là khi mà yến rời đi mình mới thu hoạch, và cái thứ hai nữa là yến là nếu như mà mình không thu hoạch ấy là sẽ bỏ, coi như là bỏ, nó bị oxy hóa luôn chứ nó không ấy nữa. Có nghĩa là khi là mình nó tạo ra cho mình cái nhà này, cái tổ này, mình qua nhiều năm tháng mà mình không thu nên là nó sẽ thành oxy hóa, nó sẽ không bỏ luôn, nó không mất luôn giá trị luôn. Và chim yến nó cũng làm cái tổ khác đúng không chị? Dạ, khi mà thu rồi là em nó sẽ đàn, cái dòng đời em nó sẽ đàn lại y chang như tổ này, và em nó sẽ đỉ con và con nuôi con lớn rồi ấp con bay đi, rồi em nó sẽ làm tổ khác nữa. Đúng. Chứ không có gì mà mình lấy đi cái nhà nó là nó không có ấy. Không có nha khán giả ơi. Nhưng mà đó là một câu mà mình cũng rất là thích. Người ta nói là yến là cái món quà từ thiên nhiên. Ở đây thật sự là dù yến thì ở trên thị trường ở Việt Nam mình rất là nhiều nhà yến, ở miền Tây cũng có, miền Trung cũng có, nhưng mà có một cái điều quan trọng là yến của Việt Nam mình mà thật sự là tự hào, rất là tự hào. Nó giá trị dinh dưỡng rất là cao và rất là có thương hiệu chị ha. Ừ. Nghĩa như yến bẳng bây giờ cũng rất là nhiều. Yến vừa bắt đầu khi mà người ta lấy về ở Indo hay về vận chuyển người ta xịt vô rồi nó bị co giúp có em bị dẻo, rồi nó bị móc bị meo nữa em, xong bắt đầu là người ta sẽ lấy hóa chất lấy đồ người ta ngâm vô, đừng có nên ăn mấy yến đó, ăn vô là bệnh chết luôn. Ở đây để anh thu hoạch đâu, anh thu hoạch đi tới đâu rồi ta? Đang trồng đây. Đây thu hoạch trong này để chơi, có một cái tổ yến thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Trên đầu mình là chỗ nào cũng có tổ luôn nè. Ừ. Hai bạn chim con này dễ thương lắm nè, chim yến này. À, cách đây chắc rơi vào tầm khoảng cỡ 4-5 ngày thôi các bạn. Tổ này thì vẫn chưa phải là tổ đẹp nha, nhưng mà có một chị tới mua yến của Phan Diễm, là chị mua ở một chỗ khác. Nhưng mà chị nói là em ơi sao yến mà kiểu về sờ nó dẻo dẻo á. Có nghĩa là yến Việt Nam mình là yến hay là yến giòn nha các bạn, cái độ giòn nó rất là cao luôn đó, và nó có cái độ bóng gân này rất là đẹp. Nó là dẻo là như nào bạn nhỉ?
À, nếu mà thường chị Nga là một người có kinh nghiệm trong nhiều năm rồi, chị có thể chia sẻ hiện nay. Có nghĩa là nếu mà yến dẻo là đôi khi người ta sẽ tẩm đường, tẩm đường để nó tăng lên trọng lượng. Còn mà yến là mình như gì nó khô, yến mà mình làm cho nó khô, thế đụng tới vô một cái là nó bể, đụng tới vô là nó bể liền à. Tại vì cái độ giòn á các bạn. Có mấy lần là bạn Diễm phải thu hồi lại và gửi cái tổ khác cho khách, tại vì là khi mà vận chuyển á, người ta chỉ cần quăng nhẹ cái thùng hàng thôi là bên trong nó vỡ vụn hết ra, và khách thì khi mà nhận một cái tổ yến mà nó vỡ vụn thì chắc chắn là mọi người không yên tâm rồi, và nói là muốn đổi thì bạn Diễm cũng phải đổi. Không đâu khách hàng, khán giả ơi cứ yên tâm, tại vì hàng thiệt là nó mới bể thôi, chứ mà hàng không chất lượng là nó sẽ bóp vô nó sẽ dai dai là thôi, mấy cái đó là chịu thua luôn á. Mới đây mấy hôm thì Diễm đã nói với chị Nga là phải thay cái mẫu hộp yến khô á, tại vì cái độ giòn nó quá giòn mình không có được lắm. Khi mà vận chuyển đi xa là nó sẽ bị bể. Nhưng mà đây mình sẽ chia sẻ là yến đợt này làm khá là mỏng bụng luôn này. Thì những tổ như thế này á thì mình với chị Nga sẽ có thể là làm cái dạng rút lông chị Nga ha. Thì tại vì nó không có nó không có bước. Bụng nè. Cái đây là cũng là rút da. Thì khi mà các bạn ăn một cái hộp mà dạng yến rút lông không thì nó sẽ chỉ có phần sợi đanh gân dài này nè. Đó. Và chân yến bên mình đặc biệt là chân yến là không cắt ra bán riêng nha các bạn. Tổ nào có chân là chân lại. Vào trong này nghe như một dàn dàn nhạc đang kiểu chim mà nó hót líu lo luôn á. Đây, đây là con trai. Tổ này cũng là đẹp rồi chị ha. Ừ. Rất là dễ nhặt luôn nè. Nãy giờ em không thấy cái kiểu mà tổ bánh mì á. Tổ bánh mì mới cực. Tổ bánh mì ít. Dạ. Bánh mì thì nó có sơ, lót cái sơ bụng ở bên trong á. Nhiều. Là mình lót lại. Dạ. Hiện tại thì chị Nga thấy là sau các chị em mình đồng hành với nhau 3 năm rồi. Thì chị thấy là sau 3 năm kể từ ngày đầu gặp Phan Diễm mà tới bây giờ thì có nhiều sự thay đổi không? Có. Có mà cười tươi thế này thì chị hãy chia sẻ là thay đổi cụ thể như thế nào? Để làm thấy nói chung là em cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà thấy cái lượng yến á chị. Cái lượng yến ha. Nó tăng sản lượng nhiều hơn. Yeah. Nói chung là trộm ví là nhờ có Diễm. Trộm ví là được khán giả yêu thương và ủng hộ hai chị em mình các bạn ạ. Mình và bạn Diễm là cũng đang tâm sự với chị Nga là làm sao đó mà tương lai chị Nga phải có thêm nhà yến nữa thì mới phục vụ được cái nhu cầu của khán giả kênh Phạm Dũng. Chứ bây giờ đôi khi mọi người hỏi mua mình cũng không có hàng. Dạ. Thì rất là tiếc. Đây là một tổ yến thô đẹp này chị ha. Rất là đẹp luôn này. Làm bạn này làm rất là khéo này. Tổ đây là gọi là được gọi là phơm A. Phơm A dạ. Hàng tiêu chuẩn đó. Mình cưng ha. Bên trong này không có phân rêu gì hết nha các bạn. Đẹp ha. Rất nhìn đẹp rất là đẹp. Như là dệt đấy. Đây nữa. Đây này. Vạch sợi tìm lông nha các bạn. Tại vì rất là ít lông. Mà yến của Việt Nam mình cái màu nó óng ánh đẹp vậy ha. Nó có cái độ bóng ấy, độ gân ấy. Độ bóng, độ gân. Trời ơi, chuông to dữ. Alo. Cái này nếu mà đợt này là mình thu hoạch khoảng bao nhiêu ngày thì mới thu hoạch được hết anh? Còn nếu mà lượng yến là chờ phải chờ nó khô lông nó khoảng 1 tháng rưỡi. Yeah. Tức là trong vòng 1 tháng rưỡi là mới thu hoạch hết cái đợt tổ này. Tại mấy con này còn 1 tháng nữa nó mới bay, nó đổ lông cắn nó bay nè. Còn mấy con này còn nửa tháng nữa là bay được rồi. Những hai bạn này là nửa tháng nữa. Đây là nửa tháng nữa. Thấy lông cũng dài dài rồi đó. Làm bay được ra mà làm biến đây mà này. Đây là chim con hay chim mẹ đây? Chim con, đây toàn bộ chim con hết á. Chim con mà nó lớn ha. Đây còn này. Giờ này là chim mẹ nó đi ăn rồi. Ôi anh Dũng ơi, ở bên này mà một cái tổ yến mà tới 3 hay 4 con luôn nè. Ủa sao đây lại có tới 2 cặp rồi? Cái kì nó đù quá. Nó đậu nhầm hay nha? Đậu nhầm nhà hàng xóm. Đây nè. Bên này nó bỏ tổ bên này nó qua bên đó nó ở. Tức là thường một tổ sẽ có 2 con hay sao anh nhỉ? 2 con. Một 2 con với 1 con à, chứ không có 3 à. Mỗi gia đình chỉ 2 con thôi. Nhưng mà em nghe nói yến hàng loại giờ khi mà nó kiểu rất là thủy chung đúng không chị? Đúng rồi. Nó rất là thủy chung. Nó mà hay lắm, nhiều lắm, nhưng mà giờ nó không đậu nhầm tổ. Hay đánh hơi được, vẫn đánh hơi được, nghĩ hay thì cái chết. Tức là chỉ có chim con là đậu nhầm tổ thôi, còn chim bố mẹ không bao giờ nhầm. Không bao giờ nhầm.
Khoảng một cặp đó như là hành trình mình thu đi rồi nó sẽ cha mẹ nó về sẽ đan lại y chang như vậy luôn à. Cũng ngay chỗ gốc đó luôn. Tức là một cặp mà vợ chồng Yến thì sẽ sống với nhau trọn đời luôn. Nó như chim Yến nó cũng có cái sự tích đó. Dạ. À lên phần chân anh. Mình quay cái đợt này thì các bạn sẽ thấy được là nó rất là nhiều tổ đẹp luôn. Chứ còn thu hoạch ấy, thì chắc chắn là trong buổi chiều ngày hôm nay là không thể hết được. Mà phải trong vòng 1 tháng rưỡi nữa các bạn. Quá trời luôn. Chị Nga nói là trên này là nhiều nhất hả chị? Nhiều trên này là nhiều nhất. Đây này. Ui. Nguyên một chùm này không mà quá trời luôn nè anh Dũng này. Ôi. Nhiều chưa? Cái cánh én nó đẹp ha. Đây này. Đây này. Tổ này là bỏ đi rồi này. Anh chim con trên này nè anh Dũng này. Đây. Ủa, chị ơi, sao hai bạn này lại đời tổ mà lại đậu ở chỗ khác rồi. Đó, thích muốn đậu đâu đậu à. Tại vì hai cái này là rời đi rồi nè. Đây để mình đi xem là anh cạnh như nào. Đấy. Có những cái là cũng dễ cạnh nha. Cái mà nó khô nó bong da mình dễ. Ôi, tổ này rất là bự luôn nè. Bên trong bụng nè các bạn này. Cái phần này gọi là phần sợi sơ mướp nha các bạn. Đây nè. Đó. Như cái này đem về cũng dễ nhặt chị Nga ha. Ừ. Nhìn cưng quá. Đây. Đằng trước thành quả đây. À, nhà em á chị Nga, có những có người nhà là đã quen dùng yến ở một nơi hơn chục năm nay rồi, nhưng mà sau một vài lần dùng của bạn Diễm là bây giờ cũng tin tưởng tuyệt đối là chuyển qua dùng hoàn toàn của yến của bạn Diễm luôn. À, thường là một người rất là kỹ tính luôn á chị. Dạ. Mà đó giờ là chỉ mua tổ yến có lông về để nhổ lông cho nó chắc. Sợ hàng giả. Không, đối với ở đâu bán hàng giả thì em không biết, nhưng mà em cam kết luôn chất lượng là 100%. Không bao giờ có hàng giả nha khán giả ơi. Tại vì em cam kết là nếu mà biết mà em bán hàng giả là sẽ là một, em sẽ đền từng nừng. Mà lúc đó là em sẽ bị mất uy tín luôn. Bị trục xuất khỏi làng luôn. Dạ đó, bị trục xuất khỏi làng luôn. Thì các bạn biết là đôi khi cho chị Nga cũng rất là kỹ tính, mình cũng rất là yên tâm rồi. Đây cũng thuộc dạng là một cái bên trong nó khá là dày nè các bạn này. Nhưng mà đây là sẽ đắp lại thành tổ. Đó. Cũng... may mắn mà có duyên chị Nga ha, dạ. Nên là mình mới gặp nhau được. Nói chung là chị em mình có duyên mới gặp, nói chung là đồng hành được cũng được hơn 3 năm rồi chứ. Thật ra thì nó khi các bạn trong cái quá trình nhặt yến này á, là nhặt thủ công mà chị Nga này cùng với lại các cô mấy cháu nhà. Mấy cháu ở trong nhà, mấy đứa trong nhà đấy. Tự làm và em tự đan tổ luôn. Nói chung là không độn bất cứ một cái gì hết. Như ở ngoài thị trường thay vì lợi nhuận người ta sẽ mua là những cái vụn, những cái cám về người ta độn vô người ta bán. Còn em riêng em là em chỉ y như là cái tổ này ấy, nó có phần bụng rồi em tách nó ra là em sẽ nhặt và đắp lại thôi, chứ không độn bất cứ một cái gì vô, nên khán giả cứ yên tâm. Chị Nga thì cũng đang chuẩn bị cái yến để chuẩn bị gửi vào cho Diễm, thì một xíu nữa mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Như cái tổ này nè, hầu như là bên trong bụng nó không có sợi sơ mướp, không có dơ nhiều các bạn đó. Như cái tổ này là đó, nhặt ra và đắp lại là dạng như cái tổ mà sơ mướp ở sợi dài không á. Đây, cho vào túi nha. Đó, như đây. Yến con nhiều. Yến con nhiều anh. Nhưng mà cũng mừng cho anh chị à. Thấy nhà yến cái này trộm vía. Mà cũng nhờ có Diễm mới trộm vía luôn á. Yến con ha. Yến con. Này bóc xuống, bóc xuống. À, mình xem được chim con luôn à? Có, chim xem được luôn, để cho ẩm mắt xuống nha. Tay là phải nhẹ nhàng lắm mới cầm được chim con á. Trời ơi, con con à. À, rồi. Ui, nhìn như con chuột con á. Nhờ mới nở được ngày, 2 ngày nè. Như bạn này thì sẽ mất bao nhiêu lâu để bạn có thể đủ lông, đủ cánh bay đi anh? Khoảng 35 ngày đến 40 ngày á. Dạ, bạn bay đi được. Cảm ơn bạn Kim Yến nha. Giờ bạn cứ miếng mà tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người.
Bây giờ là có nhiều cái nguồn yến mà nhập từ nước ngoài về là nó không có chất lượng nha, mà nó trà trộn với hàng Việt mình. Ờ đúng rồi, nó làm mất uy tín hàng Việt. Đúng rồi. Nó đã gì mua mắc tiền, đôi khi mình mua nhầm mà mình ăn vô nó sẽ mang bệnh vô trong người nữa. Là hàng đó là người ta phun, người ta ấy, người ta ngâm hóa chất để ra nó tạo cái đấy. Chị Nga là có điện thoại các bạn. Đây. Ôi ôi, phải nói là đây là một cái tổ này cũng thuộc nhà, nếu mà một cái tổ mà gọi là công mà như thế này đấy thì Diễm sẽ không chọn để làm yến thô nha các bạn, mà bên mình cùng với chị Nga là sẽ nhập yến thô, là sẽ là hàng loại một, là tổ đẹp. Cái này nó nhiều lông đó, nên là phải nhặt ra các bạn để mới bán cho khách được. Đây, bỏ vào đây. Nãy giờ cũng được mấy lạng rồi đấy. Này nó hơi cao rồi, mình quay cũng khó để rõ rồi các bạn. Cái chiều cao trần này chắc là hơn 2 mét này nhỉ? Trần hơn 3 mét. 3 mét? 3 mét còn 2m9, bỏ cái trần còn 2m9. 2m9 các bạn, nên là mình quay là không với tới được. Đây cái chân yến này anh Dũng này. Cái này, chân này dài ha. Ừ. Cầm mà mình mới thấy là nó rất là giòn đấy các bạn ạ. Cảm giác là mình bóp cái là nó vỡ ngay rồi. Nhưng mà cũng chia sẻ với các bạn nha, là cũng tùy theo tổ nha các bạn. Yến đó là hàng yến tự làm, cho nên là chị em mình nó là không có quyết định được là chân to chân nhỏ nha. Như cái tổ này nè, nếu mà làm sạch xong ấy thì hầu như là cái chân rất là bé luôn nè. Đó, nếu mà làm ra chân bé lắm xảy. Đây, chứ không phải là mình cắt chân đâu. Tùy theo có tổ. 10 con thì kiểu 10 mẫu tổ khác nhau các bạn. Không có một em nào mà làm giống tổ nào. Đây con trai. Nè, tổ đẹp. Ui. Tổ này là hàng xịn là yến thô luôn này. Đẹp ha. Ờ, rất là ít lông ấy. Đó. Trời ơi. Anh này bụng bên trong này anh Dũng này. Hầu như là cái tổ này về chắc nhặt khoảng 3 phút là được luôn á chị ạ. Nếu mà chị nhặt nó nhặt nhanh lắm. Đã quen rồi chị ha. Quen rồi, là để vô dài nhíp là xong à. Dạ. Các bạn thấy là cái ván mà để cho cái yến làm tổ là mình đây là đều là gỗ hết nha các bạn. Mà bây giờ cái số lượng yến trong nước á, nó không phải là nhiều dồi dào đâu. Ừ. Tại vì không phải là muốn làm nhà yến là làm chị Nga ha. Ờ, bữa nay khó lắm, bữa nay gia lục á. Chứ tỷ như đất nếu mà đất thổ cư á, xây được á, thì phải xa khu dân cư. Còn mà nếu đất nông nghiệp bữa nay là không hoàn toàn luôn. Như em cắt nhà ở đây nè, mà em chắc nhận phạt luôn cũng không cho. Khó lắm. Chứ là đất quê á bạn. Đất quê khó. Tại vì các nhà yến thì mình đa phần là các cái nơi hẻo lánh mà. Ờ. Mà để xây những ngôi nhà kiên cố nhà tầng cho chim yến ở là nó thuộc dạng là không đủ rất là xây nhà luôn rồi. Xây nhà ấy, nó như xây nhà nên là khó, không để xây trên đất nông nghiệp được. Không phải nên xây là trên đất thổ cư. Dạ. Mà nếu mà xa thì lại không cho lên đất thổ cư. Đó là nó vướng, gọi vướng nhiều thứ. Dạ. Nên là cái số lượng người dùng ngày càng nhiều, nhưng mà số lượng nhà yến thì rất là ít. Nghe cái này cũng vui tai chị ha. Tại như về, sau này về già lên đây ở làm sáng là cà phê cứ nghe chim yến nó ru. Đây này các bạn thấy là lông nó này. Cầm yến rớt. Cầm rớt ra. Mày nó không vỡ. Đang có con á. Nên là hồi nãy là anh mới nói là trong vòng 1.5 tháng nữa cơ mới thu hoạch hết được. Là mỗi ngày mình đều lai dai lên kiểm tra hoặc là một tuần một lần hả anh? Như thế này. Tổ đó là có con trứng. Trứng. Có trứng rồi này. Trứng chưa nở. À. Ôi. Như là cái viên kẹo ha. Đẹp quá. Mỗi lần là đĩ ra như vậy á. Xong rồi bắt đầu là quá trình là nó nở ra y như con hồi nãy á. Dạ có. Ôi nhưng mà bên này quá trời luôn này. Bên này. Trời ơi. Bên này là nhiều hơn nữa. Ai mà muốn mua yến là trong vòng 1.5 tháng tới là phải đặt hàng để bạn Diễm lên đơn nha các bạn. Lên đơn chuẩn bị trước đó. Tại vì Tết năm nào kia mình đâu có đủ yến để bán không đâu. Không đủ luôn. Có gì là khán giả nhớ đặt hàng alo gọi Diễm trước nha. Không phải hết hàng. Tại vì đôi khi mình cũng cảm thấy là may mắn vì được khán giả yêu quý.
nhưng mà vẫn mong muốn là làm sao đó tương lai có thể là có thêm để phục vụ nhu cầu khán giả. Trời ơi, nhưng mà khán giả cứ yên tâm đi, mỗi năm là nó em những em yến đây là sẽ tăng số lượng. Ta nghĩ khi mà hồi đó Diễm nhớ Diễm ra quay không, là mỗi bên đây là chỉ có một tổ hai tổ thôi. Nhưng mà sau này là đó, như cái khung đây nè, Diễm thấy không, hồi nãy anh mới thu hết mấy tổ là đó sẽ chồng chồng cha mẹ con bắt đầu là sẽ bỉ vòng quanh là sẽ bu hết đầy nhà luôn. Như kiểu là một thanh là cả gia đình đấy. Tức là các con cũng về đây ở luôn. Về luôn chắc nghĩ ha, như là bỉ được hai đứa là một đứa sẽ được bị người ta dụ đi, còn một đứa sẽ dụ lại về lại. À, là sẽ dụ lại ở về nhà mình bắt rẻ. Như con trai con gái ấy, lấy chồng lấy vợ. Là nó sẽ y như là cha mẹ nằm đây thì bắt đầu qua dòng con nằm đây sẽ phun hết đầy nhà luôn. Đó, y như là một mỗi một vụ em thu được 7 kg. Nó nghĩ rằng Tết á là em sẽ thu thêm nữa là nó sẽ thành 10 kg. Nó sẽ tăng đàn lên chứ nó sẽ không có đứng mức đó. Dạ. Nên khán giả cứ yên tâm nha. Đây này các bạn coi, một đây cũng là một cái tổ yến. À, thì các bạn coi này, màu sắc này kia màu rất là đẹp luôn nha. À, bên trong thì cái sợi sơ mướp nó sẽ hơi nhiều một tí, nhưng mà được cái sạp, là yến sạp. Yến rất là khôn, là nó không có kiểu phân rêu này kia trên tổ. Thường nó đi ý là nó sẽ đưa cái đuôi ra ngoài. Đó, nãy nó đưa cái đuôi ra ngoài. Đôi khi có những tổ mà nó vẫn có dính phân chim yến, nhưng mà nó ít lắm. Ít. Là gọi là sự cố thì mới dính vào các bạn. Nhưng mà đẹp anh Dũng ha. Cưng quá ha. Đây, cho vào đây nha. Nâng niu từng tổ yến. Đấy, như cái này thì chân lại to này. Đó. Đây, mình đi theo anh để xem cạy nó rõ hơn này. Mấy cái tổ này là đi cho anh. Mình đang vào mình quay phim nên là nó mới đông người ồn ào như này, chứ như anh vừa nói là cả tuần mới dám vào một lần đúng không anh? Mà chắc chắn là sẽ không có ai ngoài anh chị hết. Con mình hai cha con là chắc nghĩ mình sẽ hễ mà cách một tuần hay 10 ngày là mình sẽ đi vào coi thử trong nhà yến quá là có cái gì không. Thật ra là theo về mỗi một nơi nuôi cái gì đi, người ta đều có cái tâm linh và đôi khi cái vía đó các bạn, nên là lúc Diễm gặp thì Diễm cứ hay hỏi thăm là tình hình là bây giờ số lượng này kia thế nào. Mình cũng cảm thấy may mắn khi mà cái duyên của mình nó cũng khá là lành và hợp với lại nhà yến của chị Nga. Không nha, chị coi rồi tuổi em với tuổi chị là kết hợp làm ăn là ok luôn. Chị mệnh gì? Chị mệnh kim. Em mệnh hỏa. Ố, mệnh kim là trung mệnh phải không? Đó đó, chị có phải kiếm phong kim không? Đúng, kiếm phong, chị là kiếm phong kim đây á. Kiếm phong kim phải có lửa thì mới gọi là gọi là đúc kết gia đó. Là chị coi rồi, mệnh em với mệnh chị là rất là hợp để làm ăn luôn. Mà tuổi em với tuổi chị cũng vậy luôn, làm nó là tuổi làm ăn á. Thế là hay quá. Mà thiệt đúng rồi, chị nghĩ là hơn thiệt luôn á. Đây, gặp em cũng là một cái duyên của vợ chồng anh chị luôn. Đây. Như là Phạm Dũng cũng là bằng tuổi mấy chồng chị luôn á. À, anh cũng 93. Ủa, chứ không phải Phạm Dũng tuổi dặn hả? Không. Không, anh Dũng 93 rồi. Ủa, là 93 là bằng tuổi mấy chị đó. Đúng rồi. Em bằng tuổi chị. Em bằng tuổi chị. Đây, con trai, cho vào nha. Đây, chị cho vậy là cũng là quý dậu luôn. Quý dậu. Cũng là quý dậu nhưng mà chị là ba con rồi đấy. Dũng là chưa có đứa nào hết. Đứa nào? Tháng nữa mới cưới. Ôi, chị ơi, nhưng mà đây có hai bạn sau lưng anh này. Hai bạn này là kiểu là này có phải đang tổ không chị? Chim con. Tất cả những con chim mình đang thấy đều là chim non hết. Đều là chim và sắp chuẩn bị trưởng thành bay đi rồi. Tại vì giờ này là chim bố và chim mẹ là đã bay chim ăn. Cả 20 ngày nữa bay á. 20 ngày nữa là đi, là lập gia đình được chưa? Nó bay đi bao lâu nó lập gia đình được ha? Không biết là cái đó là chịu anh đó thì chịu. Ủa đây này, cái đuôi nó thật sự rất là đẹp luôn á. Nó còn nhỏ, cái đó cũng mới đây. Ủa đây nữa này, toàn bộ là con không, chị mẹ là giờ này đang đi kiếm ăn rồi. Bên này có một cái tổ kia to khổng lồ luôn. Ui, tổ này to nè. Đây nè. Tổ này to bự luôn, như cái thuyền luôn á. Nhìn vào mắt thường thì khá là to đó. Ở bên này có cái tổ lớn này, đập thôi nè. Anh đây nè, chỗ này có hai cái tổ quá đẹp luôn nè. Có trứng hả? Có trứng hả? À, đây bên đây anh, bên đây nè, hai cái tổ này thử anh. Anh thấy tổ đẹp quá trời luôn nè. Ở nãy thấy trứng rồi, ở đây còn con. Đây,
Các bạn thấy nhìn vậy nhưng mà không có thu hoạch được nha. Đây nè, có mấy con ăn đậu nè. Đây là đậu. Thôi mấy bạn yến ngoan nha. Đậu tự lập ấy mà chưa chịu tự lập á. Ở đây chơi đậu tí nó cũng được. Đậu bay rồi mà không chịu bay, làm miếng bay á. Hay làm miếng bay. Nó đậu như là bay đây nè. Dễ thương quá. Em cảm giác nó nằm rất là hiền ha. Hiền. Đây nữa nè. Nhưng mà vào trong này một cái môi trường mà các bạn thấy là cũng khá là hầm và tối, nhưng mà vào trong này nhìn tổ yến này, nhìn các bạn yến á, kiểu cảm giác là quên đi cái mệt luôn á. Đi mình nhà. Mình ở trong này lâu quá là mình nhà ngửi cái mùi phân chim nó cũng hơi ngọt ngạt đấy. Nếu bình thường ở đây là có quạt đúng không ạ? Hay là có phun sương chứ? Chỉ có phun sương. Tắt tại vì sợ quay ảnh hưởng tới góc quay nên không dám mở. Chứ bình thường trong này lúc nào cũng phải phun hả? Đồ ẩm nó thấp xuống là nó phun lên. À, nó tự động. Tự động. Mình chỉ cho phun sương thôi chứ ngoài ra không có bất kỳ một cái thức ăn nào hết nha các bạn. Xung quanh đây thì là tôm cá, hải sản rất là nhiều. Rồi lúa nữa. Trắng toàn. Rồi kể cả trái cây cũng có luôn. Thanh long, nho, táo, chim là tha hồ ăn. Nhưng mà nó chỉ đi ăn côn trùng. À. Nó ăn côn trùng, nó bay lên không trung ấy, bởi đầu nó tìm côn trùng nó ăn, rồi nó sâu bay, bọ này kia, nó bay về. Chắc là khi nào mà thèm trái cây thì có thể ăn nho, ăn táo, thanh long. Ôi hai bạn chim con này, bay này, đấy. Đây, cái tổ này, cái đuôi, cái gọi là cái... Đó, cái chân cho bự. Cái chân, mình hay gọi là cái chân là cái này này các bạn này. Có người thì gọi là tai yến, có người thì gọi là chân yến. Mình nghĩ gọi cái tai nó cũng hợp lý đấy. Ờ, đây này. Tổ này không có lông như nào mà nó kia đây. Ờ, đây này, tổ này là chắc vài bữa là bỏ vô nhúng ra nữa là ok. Tổ này rất là sạch ha. Ờ, không có lông luôn. Hay là mấy hôm nữa anh chị vào ăn cưới rồi mang yến vào cho bạn Diễm, khỏi còn phải gửi xe nữa. Gửi xe, tống tiền xe. Tại vì thu hoạch xong là còn phải chờ sơ chế nữa, phải gom đủ. Các bạn thấy là như một cái yến thô thế này này, là không phải dày là về là đóng hộp, mà vẫn có thể là quạt sấy cho nó kiểu là nó không còn ẩm nữa chị ha, cho nó đủ, cho nó đúng cái độ khô của nó. Mình để nó sẽ được lâu, nó không bị mốc, bị ẩm, bị ẩm đôi khi là nó sẽ bị kiến. Đẹp thật, đúng là thiên nhiên ban tặng cái tổ yến nó hay quá ha. Bao nhiêu tổ chim khác thì là rơm là cỏ thôi, nhưng mà riêng tổ yến là nước miếng. Ủa đây quá trời luôn. Dạ. Chắc là mình mang cái này xuống dưới để mình quay cho mọi người xem rõ hơn. Anh Hải lần trước vào đây là chỉ được có 10 phút là phải đi ra rồi. Mặt em mà cũng quen vậy. Đây là những tổ yến mà mình vừa mới thu hoạch xong này các bạn này. Chắc là khoảng 20 phút bạn Diễm à. Ừ. Là được bao nhiêu tổ đây? À, nhưng mà mình cảm giác là cũng chưa nhiều tổ đẹp lắm bạn Diễm nhỉ. Đa phần là rất nhiều lông. Những tổ đẹp là nó chưa đi. Đây là những tổ như vậy là em sẽ bỏ vào làm yến thô. Là sẽ không trong bụng thì cũng ít. Tổ rất là to đẹp. Nhưng mà thật ra nhiều khi là bây giờ mọi người ai thật sự là có đam mê nhặt lông yến này, hoặc là có thời gian kiểu là muốn thư giãn luôn ấy, chứ em thấy là nên mua yến sạch tinh chế về dùng cho nhanh thật sự luôn các bạn, về ngồi nhặt cũng mệt đó. Nhưng mà ai mà có thời gian thì mình đều lựa những cái tổ yến mà ít lông thế này để làm yến thô, nên cũng không phải là quá cực. Ngày xưa thì mọi người nghĩ là nhặt yến là cái gì đó cũng là giống như là phải bị mò để lựa ra những cái lông con đấy, nhưng mà giờ nhặt dễ lắm. Yeah, em chỉ toàn là lựa những cái tổ này để bỏ vào làm yến thô cho cô chú anh chị là nhổi nó nhanh hơn. Còn những tổ này là lông nhiều á, là em để là em sẽ làm tinh chế ra thành như vậy. Để có một là lạng mà nhiều lông như này ra một cái hộp sạch này là bao lâu chị Nga? Một lạng như gì là mình làm trong quá trình là
y như là một người nhặt đây, là một ngày mấy nó mới ra một lạng như vậy. Rất là lâu. Hơn một ngày. Đây mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem. Nhưng mà tổng thời gian để mà mình ngâm rồi mình sấy khô tầm khoảng là mất phải 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày là sẽ ra được một lạng. Gọi là cực đấy. Đây mình sẽ xé ra để mình chia sẻ với các bạn một hộp yến sạch tinh chế nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ thế này, yến sạch tinh chế với mình làm ấy, và chị Nga làm với nhau thì sẽ thống nhất ấy, là làm luôn tổ loại một nha các bạn. Chứ không đấy. Thì có nơi thì người ta sẽ làm cái phần sợi sơ mướp thôi. Còn riêng với bên mình á, thì đây Diễm sẽ gỡ cho các bạn xem này. Đầu tiên là các bạn thấy là có hai cái chân yến to đùng chưa? Đó. Nó nhẹ nhàng thôi đó. Chứ không thôi là nó gãy liền à. Đó. Em làm là em nâng niu nó. Cái này là màng bọc thực phẩm đấy. Đây. Các bạn thấy là với những tổ mà có chân yến á, là bên mình giữ chân yến lại này. Thật ra thì giá trị dinh dưỡng á, là như nhau hết nha các bạn. Nhưng mà nhiều khách thì kiểu thích ăn nó hơi giòn giòn sực sực ấy, nên là mọi người ưu tiên là cái chân yến. Còn đây, cái phần đây là sợi đanh gân già tổ bên ngoài này. Thì chị Nga có thể cầm để mọi người dễ hình dung. Đây. Đó, đây là cái sợi đanh gân này các bạn này, sợi dài này này. Đó là được phủ lớp ở trên. Và mình với chị Nga cũng nói với nhau là không lót cái phần sợi sơ mướp cho nó dày lên để nặng tổ nha các bạn. Mà các bạn là nhìn cái nè. Đây nó nặng là nó nặng hai cái chân à, hai cái chân bự á, là căng lên là nó nặng, chứ còn ở trong bụng đây là em lót rất là ít luôn. Nếu khán giả ngâm da là phần sợi nó cũng nhiều nữa nên nó cũng nặng cái phần sợi, còn cái phần ở trong đây là nó nhị lắm. Đây như các bạn thấy là cùng là con yến với nhau nha, nhưng mà tổ này là không có. Đúng rồi, cái tổ này là có. Đó. Thế thì bây giờ nếu như khán giả Kinh Phạm Dũng hay là ai đó mà nói là cái tổ này không có chân thì mình giải thích như thế nào bạn chứ? Đây, như bên này là nhìn này. Mọi người nếu mà chưa bao giờ dùng yến hoặc là ít có kinh nghiệm thì sẽ nói là cái chân đâu? Đây. Thật ra thì không phải là anh Dũng hỏi đâu mà là Diễm đã gặp rất nhiều câu hỏi thế này. Thi thoảng thì mọi người mua về thì mọi người sẽ hỏi là sao không thấy chân yến? Thì thật sự là nếu như các bạn để ý kỹ nha thì các bạn nhìn vào bên trong này giùm Diễm này. Cũng chân nhưng nó mà hơi nhỏ chân, nhưng mà nó chỉ có một tí ti thôi. Và Diễm cũng chia sẻ rất là nhiều lần có những tổ yến thô là đây, nó đây, không đây, có chân đó, đây như đây đây các bạn thấy là như cái tổ này cái chân nó có bé tí ti vậy mà còn chưa nhặt nữa. Như anh này cũng vậy đó, là mỗi tổ, còn những cái tổ này là nó có chân thì nó sẽ em sẽ đan thành đó. Chân như vậy đó, ngâm dao vào đan như vậy, tức là mình lấy thêm những cái sợi ở cái tổ khác mình đắp vào cho nó thành một cái tổ đẹp. Đấy. Nhưng mà cái này là vừa cũng lâu rồi mới ra hỏi thăm thì hỏi thật lòng là trong cái thời gian qua mà làm yến cho Phan Diễm thì có bao giờ là kiểu khắc khe hay là có rất là áp lực thiệt luôn. Diễm nói ra là em phải sửa, phải chỉnh sửa khúc đó đàng hoàng, phải là kỹ lắm, kỹ tâm từng cái khâu nhặt, rồi cái khâu đan, rồi cái khâu mình đóng gói khi mà em sấy khô rồi nha. Diễm biết không, chị phải soi qua ánh đèn gì nè, là chừng chấm nhỏ thôi, là khi mà mình đóng vô hộp á, mình bỏ trong màng bọc á thì nó lại lộ bự ra, phải bấm để chừng nào cho hoàn chỉnh để tới được tay của khách hàng. Vậy là làm mạng xã hội mà bán hàng các bạn, mà bán hàng uy tín thì rất là áp lực luôn. Chỉ cần khách hàng phản hồi một cái là mình lại đau đáu suy nghĩ, buồn bã, rồi sau đó tìm cách khắc phục. Thì đó, trời ơi, Diễm mà yêu cầu alo chị ơi cái này không được, chị ơi cái kia không được là em buồn lắm. Thiệt luôn, buồn thiệt sự luôn. Là cái đây là mình chưa có làm ấy kỹ quá. Đó, đôi khi là có sơ suất chút đỉnh á, thì mong khán giả thông cảm cho em nha. Vẫn nói với chị Nga là khi hàng mình hết ý, mình sẽ nói chuyện để khách có thể thông cảm chờ mình, chứ mình không vội để làm ra một cái tổ yến mà nó có sơ suất trong đó. Thì tất nhiên là trong quá trình làm thì sẽ có, đôi khi nó cũng sẽ có những cái lỗi nhỏ thôi, nhưng mà khi mà các bạn phản ánh này hay là các bạn góp ý thì mình luôn lắng nghe. Và cái tiêu chuẩn cho mình đặt bất kỳ một mặt hàng nào mà mang về cửa hàng của Phan Diễm, mình đều muốn nó hoàn hảo nhất có thể. Thì trong cái cách mà nhặt tổ yến nha các bạn, thì nó cũng phải là một, gọi là một nghệ thuật đấy, để làm sao giữ được cái giá trị dinh dưỡng trong cái tổ yến. Mình giữ được phải nhặt cho nhanh, mới lại phải giữ cái phần sợi á Diễm à. Đây như là mình làm đây nè, mình muốn hiểu mình coi thử luôn nha. Đây, đây em đeo bao tay vô. Dạ, đây chị mang theo rồi đúng đây, không? Có. Đây em mang bao tay vô. Rồi đây là một cái hộp mà chị Nga cũng đang nhặt lông. Đang nhặt lông. Cái này là còn hơn là chuyện tấm cám ngày xưa nữa các bạn. Đây này. Từ một cái tổ như này rất nhiều lông rồi các cái mà nó không có đẹp ở trong cái tổ là mình phải loại bỏ hết, không đẹp không sạch.
tới khi nào mà nó trắng bóc vậy thôi. Đó, như là em nhặt là phải cố gắng sao mà giữ cái phơm tổ như gì nè. Đó. Nó đẹp vậy ha. À, trình độ dùng nhíp của chị Nga bây giờ chắc là thượng thừa rồi. Đây nhìn rất là cưng luôn nha các bạn. Đây này. Đây là cái phần chân yến này là em đều giữ hết. Cố gắng nhặt sao mà cho nó nhanh nhất có thể. Dạ. Để đảm bảo là còn nguyên tổ đem đắp vào y như cái tổ này vậy. Đó là em y như cái bụng mà em sơ mướp này, y như là sơ mướp này là em sẽ móc ra và đắp như ở trong này. Tổ này là em đan lên lại. Đó. Đây, chị Nga có thể là gấp luôn cả những cái phần sợi sơ mướp chị Nga để lên để cho mọi người cùng xem luôn. Không có, chị cứ mang cái sợi dài thôi hả? Chỉ mang sợi dài thôi. Thì những cái phần sợi dài thế này nè các bạn này, mình sẽ dùng ví dụ như những cái tổ to thế này nè. Đó, mình sẽ dùng để làm cái yến sạch mà lại rút lông đấy, có những tổ đẹp. Như là tổ đó yến rút lông á là sấy một tổ nó sẽ mỏng mà em sẽ chồng lên thành hai. Dạ. Đó y như là em chồng lên gì nè. Đó, là nó sẽ thành vô làm một tổ. Đó, như vậy là sẽ thành là yến rút lông. Đây ví dụ như thế này nè các bạn này. Thì cái loại mà rút lông á thì nó số lượng nó kiểu cũng ít thôi, không có nhiều, nhưng mà quan trọng là cái yến sạch tinh chế. Và Diễm cũng chia sẻ rất là nhiều lần là yến thì giá trị dinh dưỡng nó như nhau thôi, nhưng mà chỉ có cái là cái nào ăn ngon hơn thôi. Đó. Đây, với lại là mình cũng tâm sự với chị Nga rất là nhiều. Mặc dù là Diễm không phải là người chủ của nhà yến hay là có nhiều kinh nghiệm, mình cũng là một người trẻ thôi. Nhưng mà bất kỳ một sản phẩm nào Diễm dành thời gian để tìm hiểu và gọi là nghiên cứu về nó khá là nhiều. Cho nên là mình cũng nói với chị Nga là mình thống nhất với nhau là kiểu không có vò, không có này kia. Không có, không có vò đâu em nhặt. Dạ. Nói chung là mọi thứ là đều là thủ công hết. Nó nghĩa là nhặt khi mà em làm ra là đều cố gắng là giữ những cái trong cái đó, cái gọi là cái chắc đó, không có vò, không có ấy, không có như là người ta chà dầu tà đồ, em không có. Chỉ là em lọc qua cho nó bớt cái lông đi thôi và nhặt thôi, rất là cực luôn. Nên đôi khi là trong đó có sai sót một chút nào thì cũng thông cảm cho em nha. Tại vì em làm thủ công hết chứ em không có ấy những cái thứ kia. Có nhiều bạn thì cũng sẽ thắc mắc là nếu mà làm thủ công thì cái việc mà đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hay là cái kiểm nghiệm về chất lượng như thế nào, thì các bạn yên tâm một điều là mình nói chị Nga là chị Nga là hết tâm hết sức làm yến cho Phan Diễm, thì Phan Diễm cũng sẽ luôn gọi là trân trọng và cố gắng để làm sao mà hai chị em mình cùng nhau đi lên. Cho nên là thời gian qua mình nói rất nhiều lần là mình không có đi gom yến đại trà. Thực ra là nhiều người liên hệ với Phan Diễm lắm để hợp tác, nhưng mà mình nói là mình chỉ đồng hành với chị Nga, và để chị Nga cũng sẽ cố gắng làm sao dành toàn bộ thời gian. Và trong thời gian vừa rồi thì chị Nga cũng đã hoàn tất toàn bộ giấy tờ về kiểm nghiệm chất lượng, kiểm định, đã có giấy tờ đầy đủ hết nha các bạn. Mình thích cái gì đó, nó đôi khi là cái niềm tin này, rồi cái sự gắn bó này, mình thích cái sự chung thủy trong làm ăn ấy, thì người khác chân thành với mình thì mình cũng phải chân thành lại với họ. Và cái nữa là mình mong muốn làm sao có thể mang đến một sản phẩm chất lượng, yên tâm và trao đến cho khán giả của kênh Phạm Dũng mà mọi người ăn, mọi người cảm thấy hài lòng, cái đó mới là vui. Chứ đôi khi là tiền bạc cũng là một phần thôi các bạn, nhưng mà cái quan trọng phải là cái chữ uy tín. Và mình phải có cái niềm vui trong công việc đấy chị Nga. Dạ, mới là em cũng dành hết cả tâm huyết vào đây luôn. Đấy. Để gửi đến khán giả là cái một thứ là chất lượng nhất có thể. Đây hôm nay hôm nay chân yến tẩm bổ cho em hay sao vậy? Đó chị. Hôm nay là được ăn tại chỗ luôn. Đó. Rất là chu đáo nha các bạn. Đây em thấy chị để chén như này. Đây là bỏ công đi 300 cây số về 300 cây số. Ăn xong chén yến này là phi về Sài Gòn đấy các bạn. Đây. Để xem là chị Nga là chân hai khác tổ, và Diễm chân. Hai tổ hả chị? Tại chị muốn chân không bỏ cái gì vô để cho em cảm nhận thấy cái sợ yến á. Trời ơi, đúng ra đúng nín luôn á. Chắc đây là lần đầu tiên được ăn tổ yến mà tại nhà yến luôn. Này, cái này là cái chân yến này. Đó. Chân ôi, các bạn coi sợi này. Hai tổ chị à? Hai tổ mà có bụng nữa nha, chị có bỏ bụng vô. Có bụng thì sẽ nở. Đó. Nhưng mà sợ đó, sợ đã chưa? Đây, em mời chị Nga nha. Trời ơi, đây này các bạn coi này. Cái loại mà rút lông không á thì nó sẽ có sợi dài thôi các bạn. Còn ví dụ như yến sạch tinh chế là mọi người thích ở chỗ là cái độ bung nở trong bụng ấy, thì nó sẽ có cái độ nở. Nhưng mà cái thằng cu nhỏ nha chị á. Đây em mời chị. Cái thằng em bí em nhỏ dùng sao nha. Dạ. Cái thằng bí nhỏ là khi mà chị chân ra á là
cho, chưa kịp cho anh ăn là anh mâm chưa luôn, chưa kịp luôn là đưa cho tên miệng mà húp vô, chị cứ cười xử luôn cái bí mà bí út á, tức là cho con nít ăn được luôn. Nên nghĩ là sau một tuổi là sẽ em bé sẽ được ăn mà ghiền luôn, em ăn là ghiền. Thì tới lượt chị ăn là bắt đầu là chạy cho mẹ ơi mâm, mẹ mâm ghiền ý khi xử luôn. Vậy là mâm một chút cho có, chứ không có phải là ăn nhiều như người lớn được. Trẻ em á, thứ nhất là mẹ bầu là cũng hay dùng yến để bồi bổ này, còn em bé thì sau một tuổi là có thể còn cho... mà mẹ bầu là trên 3 tháng trên 3 tháng là sẽ bắt đầu được sử dụng. À, dưới 3 tháng không ăn không, được. Không được, không được, phải trên 3 tháng mới mẹ bầu mới được ăn. À. Còn em bí là phải trên 1 tuổi, tại chị tìm hiểu kỹ lưỡng. Dạ. Nghĩa là để đặng mình tư vấn với khách hàng. Có khác là mình chưng không? Chị Nga đang chưng, sau đó chỉ cho đường phèn thôi, cho nên là khi mà mình ăn thì mình cảm nhận được cái mùi đặc trưng của cái yến này. Và cái thứ hai nữa là cái độ giòn sần sật ở trong sợi yến. Nhờ yến này, yến Việt đây là mình sẽ có cái độ tanh nhẹ. Còn mà nếu mà yến nhập, yến đồ là mình sẽ không có cảm nhận được cái độ tanh. Cũng giống như là đôi khi mình ăn rong biển nó có cái độ tanh tanh đó, phải mùi tanh nó mới đúng là rong biển. Còn mà yến Việt là phải có mùi tanh của yến mới đúng là yến Việt. Nhưng mà chị Trưng là ăn ngon á. Đó chị Trưng. Cái này là Trưng đơn thuần thôi các bạn. Chứ nếu mà mua yến của Phan Diễm Nha về á là sẽ được tặng táo đỏ với đường phèn để bỏ vô. Đây anh Dũng coi sợi này. Đúng là của nhà trồng được. Trưng cái tô yến nhìn nó đã mà Diễm à. Mình vẫn hay nói với những người bạn của mình á, đôi khi mình bỏ mấy triệu cho mua một lạng yến. Nghe thì có vẻ nó nhiều nhưng mà thực ra mình ăn có thể là vài ba tháng nữa. Và mình có thể nấu loãng ra cả nhà cùng ăn vẫn là đảm bảo sức khỏe. Như ở nhà chị là chị không nấu đặc như gì đâu, chị nấu loãng ra rồi xong rồi mình bỏ tủ lạnh mình ăn dần. Tính ra như một cái tổ yến này nó mắc là sẽ không mắc đâu. Đúng rồi. Nó sẽ dĩ tiền hơn bằng một ly trà sữa luôn. Nếu mà chia đều ra nếu mà chị nói chia đều á, nhưng mà ngược lại trà sữa mình uống vô là lâu ngày mình sẽ bị bệnh nha. Còn yến là lâu ngày là mình sẽ tăng sức khỏe lên, tăng cường sức khỏe. Như những người mà tâm mổ sĩ đồ em, tôi nghĩ như ở đây cũng vậy, người ta tìm tới yến bệnh yếu luôn, tôi nghĩ chạy xe không được luôn. Nhưng mà xuống chị mua xong rồi về khi mà họ ăn xong họ kêu ăn xong chừng vài bữa thôi là lên xe chạy vèo vèo luôn. Thì Diễm hay nói các bạn, yến mọi người nói là ăn đẹp da nhưng mà Diễm thì cái độ mà đẹp da thì mình không cảm nhận được. Nhưng mà nếu mà thật sự là ai mà đang kiểu mệt trong người mà không ăn uống nổi hay là mới đi bệnh viện về á thì nên có điều kiện thì các bạn nên dùng yến. Vậy là nếu mà mua yến rồi và về mình cân nhắc cái cách sử dụng và mình để ý thử xem, là cũng như chị Nga nói, nếu mà mình tính toán lại đôi khi nó còn rẻ hơn là uống trà sữa. Tại vì trà sữa 50-70 ngàn một ly, một ngày mình uống một ly thôi. Cộng lại một tháng đã là bao nhiêu tiền rồi. Trong khi là mình một tổ yến này mình có thể là nấu loãng loãng ra, mình để tủ lạnh mình uống từ từ không cần phải quá đậm đặc các bạn, loãng thôi các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn mua yến thô á, thì bên Diễm là cũng tặng táo đỏ, đường phèn và tặng cả nhíp nhặt. Còn nếu mà các bạn mua yến sạch á, thì nếu mà mua dùng á, thì thôi mình chỉ bỏ vào túi của Phan Diễm bình thường. Nếu mà các bạn nói là mình cần đi để biếu này đi tặng thì bên mình vẫn sẽ có hộp giấy, hộp cứng, hộp đẹp luôn để đóng gói cho các bạn. Cho nên là khi nào mà các bạn cần dùng yến mà chất lượng yến của Việt Nam mình, yến miền Trung, thì các bạn cứ gọi cho Diễm qua số là 0981 128 578. Phải nói là cảm ơn chị Nga và anh rất là nhiều, một người mà đã dành hết tâm sức này để đồng hành cùng với Phan Diễm. Nhiều khi là em vẫn hay nói may mắn là đôi khi mình trong cái việc mà mình kinh doanh cũng nhỏ thôi các bạn, nhưng mà may mắn là gặp được những người anh em rất là thiện lành để đồng hành cùng với Phan Diễm và Phạm Dũng. Thế là bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức hết cái chén yến này, còn tranh thủ lên đường về Sài Gòn nữa. Tại vì ngày mai là mình, khi các bạn xem clip này này, là mình chỉ có mười mấy tiếng thôi. Đúng để rồi. Sắp xếp công việc ở Sài Gòn và sau đó là dạ, lên máy bay đi ra Tây Bắc. Cảm ơn chị Nga nhiều nha. Dạ không có gì, giờ em cảm ơn kênh khán giả Phạm Dũng nha. Đố các bạn biết là mình và bà Diễm đang có mặt ở đâu? Mình ở Cổ Thạch đúng không anh Dũng? Chính xác, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu du lịch biển Cổ Thạch các bạn. Đây là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở huyện Tuy Phong luôn. Và hôm nay là cuối tuần nên là mình cảm giác là đông không khác gì Vũng Tàu còn gì mà. Mình thấy là mọi người kết hợp vừa đi kiểu tắm biển này, xong rồi đi chùa, rồi kết hợp là mua những cái mặt hàng đặc sản. Ở đây này mình thấy là quá chừng khô cá. Ở đây là thiên đường khô cá. Chào chị. Cá cơm không chị? Cơm. Thơm á. Nhìn cái này là tự nhiên thấy thèm ngay tô cơm. Nhìn
cơm trắng anh Dũng ơi. Khô nè. Nhiều loại lắm các bạn ạ. Ở đây thì mọi người sau khi đi tắm biển này, đi chùa này, rồi ăn các cái món ngon thì có thể là mua khô cá đem về để ăn dần hoặc làm quà. Kiểu là mình cũng nhớ Vũng Tàu nữa các bạn ạ. Hàng khô là cô ăn đấy làm tiền luôn cô. Đây là bếp. Rau mực á, rau mực cái gì? Đây là rau mực. Cái mình bán riêng mà cái rau bán riêng. Là đầu tiên thấy rau mực ấy. Này cái gì vậy chị? Cái đây là cá nhồng. Chả cá nhồng là cũng là cái này đây. Lấy xương xuất khẩu á cô ạ. Vui cô ạ. Cá khô cá chỉ vàng. Tính ra chất lượng ha. Mình thấy là đi du lịch ra đây thì cũng khá là gần các bạn ạ. Mình đi trong vòng 1 đến 2 ngày đều được. Tắm biển xong bây giờ đi mua khô về để dành ăn cơm. Này. Con cá này nhìn khô một nắng à? Không biết cái gì ta. Đây là cái gì đấy chị? Này đồ quá hạn. Dạ. Cá này là cái gì vậy chị? Dạ cá mú á chị. Cá mú á? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em thấy cá mú làm khô đó. Đây cho ăn thử này, chiên cho ăn thử luôn. Quá uy tín luôn. Thì có đủ hạn. Dạ có đủ. Quang nắng quá cậu, tại mới chiên xong à. Cái thử xem là hộp thì mua nhiều quá nhỉ. Chưa có nơi nào mà mình thấy bán nhiều khô cá như ở khu biển Cổ Thạch này ha. Nhưng mà mình cảm giác là cá ngoài này mọi người lựa cái loại cá mà có rất là thịt dày luôn nha. Nên là chiên về ăn cơm rất là lại. Chào cô. Quay phim cái gì hải? Dạ. Ui. Anh Dũng ơi. Đây là na gì mà bé vậy anh? Dạ, cái đây là mãng cầu núi anh ạ. À. Mãng cầu núi hả? Dạ dạ. Bao nhiêu một ký anh? Dạ 25 ạ. À. 25 một ký dạ. Đi. Có loại nào mà chín ăn liền được không anh? Dạ có, dạ bên đây ạ. À. Nó như là trái trứng gà ha. Dạ. Trời ơi, nhìn anh. Tức là cái này là mọc ăn hoang ở trên núi à? Cái này là khe là trồng trên núi, cái thổ nhưỡng nó không nhiều nên nó không có bự được như ở đất ha. Đây nè anh Dũng nha. Vậy là cái này là mình vẫn trồng hay là nó là hoàn toàn hoang trên núi? Trồng có người trồng mà nó ấy hơn. Rồi lấy cho em một ký mà lựa chín rồi anh. Mời cả nhà nha. Na nhỏ nhưng mà có giỏi hay không thì chưa biết. Ui ngon nha. Na dai ngọt thơm lắm. Ừ, anh Dũng ơi. Cho mình xin nha. Lần đầu tiên mình thấy quả na bé như này mà bán ở ngoài chợ. Nhìn cu teo quá. Cái này chín nè anh này. Ngon hả? Ngọt thơm. Mà nó dai dai á. Cái này là có phải vào mùa không anh hay là lúc nào cũng có? Dạ vào mùa mới có chị ạ. Ờ, đây trái này chín nè. Gọi là nhỏ mà có vỏ các bạn. Hầm nhỏ thôi nhưng mà cái vị của nó rất là ấn tượng luôn, ngon. Với lại á, cái màu nó đẹp nha các bạn, nó không phải như bình thường đâu mà trái này nó còn hơi hồng hồng nữa này. Ôi nhưng mà là còn nhiều lắm nha. À. Đây trái này gần chín rồi anh này. Nó cũng có nhiều thịt ở trong cái trái nhỏ này chứ không phải là nó quá ít thịt na đâu. Anh cần cho em trái đó đi, cần đi xong em thử. Ngon quá. Đây. Ở đây ngày bình thường mọi người có bán không anh? Dạ có nhưng mà ít khách du lịch lắm. À. Cuối tuần thì mới nhiều ạ. À. Cuối tuần mới nhiều. Dạ đúng rồi. Đủ chưa anh? Chưa. Ồ trái này gần chín này. Trái này là mềm này. Ngon thật đấy. Bạn nào mà gặp thì nên mua thử nha. Mấy lần ạ. Ok. Dạ, thật rồi chú. Cảm ơn em nhiều nha. Đây, bạn lựa này là cho mình là ăn sẵn luôn rồi. Con chào cô chú nha. Dạ. Tôm khô được nha. À dạ. Ôi, nguyên một chuyền khô luôn này. Tôm khô được chứ bạn. Cái này là mình phải chia sẻ để anh cua biết thêm về tôm khô của Bình Thuận. Ngon lắm. Ăn thử một con đi em. Dạ. Mỗi mâm là một size khác nhau, một chất lượng khác nhau và một giá khác nhau. Cái bên có phải là khô cá nhồng không cô? Ờ, cá nhồng á. Hiện tại thì mình chưa có bán khô cá nhồng các bạn. Nhưng mà con cá nhồng thì Diễm bán là cá thu một nắng và cá nhồng một nắng. Đây cũng là loại cá nhồng này. Nhưng mà người ta đã phơi khô rồi. Nè các bạn con,
cá nhồng này thịt rất là ngon luôn nha các bạn. Còn bên này là cá gì ha? Cá đù á. Cá đù. Rồi đó là cá nục. Rồi nó chiên thử tại chỗ luôn. Dạ. Cái này cá đổng mà chứ không phải cá đù. Dạ, cá đó, cá đù kiểu cá đen của ăn rất là ngon. Cái này cá đổng phải không? Dạ, cái này là cá bu này. À, chứ không phải bớt hả? Trời ơi, nguyên một dãy này là cá khô. Đúng là đây là nơi mà mọi người đi qua đều chảy nước miếng hết. Tại vì mình nghĩ rằng nếu là người Việt Nam mình thì ai cũng có thể là ăn cá khô hoặc là nhìn cái món cá khô. Dạ. Hoặc là các bạn ở đây thì Diễm thấy là thiếu một xe cơm trắng. À, ngon ha. Cái con cá này là cá thu Nhật chị. Cá thu Nhật ạ. Nhìn ngon ha. Cái này mà chiên lên này, ăn cơm, làm thêm bát canh nữa. Cá thu mình là 250. Cá thu mình là 250. Cuối tuần này chắc là bán được vậy ha. Thứ bảy là đông. Thứ bảy, chủ nhật có đông không chị? Chủ nhật là mình thứ bảy cái này đổi lên là ngày nào cũng đông ấy. À. Đang mùa du lịch. Nhưng mà thứ bảy là đông nhất. Nhìn ngon quá ha. Đây đổi tới ngày đông không? Xin giới thiệu các bạn là một thiên đường khô là các bạn cứ tha hồ lựa chọn mua sắm nha. Cái này thì mua về làm quà luôn. Em cảm ơn các chị nha. Cảm ơn. Mọi người như kiểu cảm giác là đi tắm xong giờ đi về thôi. Ở đây hình như là mọi người đang đi về rồi á. Mình thu hoạch yến xong là ra hơi trễ. Ở đây thì có rất là nhiều đồ ăn từ hải sản hay là đặc sản đều có các bạn ạ. Có cả bánh căn nữa nè Trường Hà. Bánh căn. À. Bánh canh này bánh xèo. Nhiều món lắm. Ô. Có khách thị không? Trời ơi, cô ra dĩa sẵn vậy hết rồi này. Mình hấp dẫn quá. Rồi, tắm xong rồi lên ăn là ngon. Nhưng mà bây giờ mình tranh thủ đi ra biển trước khi trời tối đi. Ở đây gọi là khu du lịch biển Bình Thạnh. Ui, bún riêu này. Ngon nha. Nhìn hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Có cả thịt nướng nữa. Đây, đi ra biển thôi. Có một cái khó cho mình khi mà đi các khu du lịch đó là loa. Mọi người hát karaoke khá là nhiều. May quá đoạn này là không ai hát này. Đoạn này kiểu gần biển quá, mọi người đi tắm chứ không đi hát. Không ngờ ở đây cuối tuần lại đông vui như vậy bạn Diễm à. Mà nhiều đồ ngon nữa chứ. Bột nướng này. Con tai xào. Ờ quá. Nghe hơi gió biển. Đông nhưng mà mọi thứ còn bình dị các bạn Diễm à. Mình có thời gian thì phải ra đây nhiều mới được. Rồi em ơi. Nên khu vực này ẩm thực cũng nhiều và đa dạng lắm các bạn. Khách đông nhưng mà không phải là quá chen lấn đâu. Mọi người cũng thoải mái đi lại trải nghiệm thôi. À, mình có cái cảm giác hơi không Vũng Tàu thì mình thấy là cũng chưa bằng Vũng Tàu nhưng mà giống ở Cần Giờ ấy. Cái mình đang đi Cần Giờ ấy. Ở đây thì chắc chắn là mình nghĩ là nó đông vui và nó đầy đủ hơn. Ê, đi xuống thôi. Đông quá. Đây là sát bờ biển rồi nên là mọi người tập trung ở đây rất là đông so với ở trên kia. Bánh nướng hả chị em? Bánh kẹp. Bánh kẹp nướng. Bao giòn, bao ngọt, 30.000 một lần. Dòng người mình nhìn ra thấy tấm biển còn nhiều lắm. Wow, đông quá. Mẹ nó đâu? Mấy chừng lạc nha. Wow, quá đông rồi các bạn ơi. Mình tưởng là mọi người đi về hết nhưng ai ngờ còn rất đông.
Nhưng mà ở đây là mình thấy là cứ mỗi nhóm là một cái loa các bạn ạ. Quá đông luôn. Cảm giác như là Long Hải các bạn thấy mà. Biển ở đây đẹp, với lại là có nhiều cái tảng đá cho mọi người chụp hình đấy. Đi ra ngoài kia đi. Mình sẽ tranh thủ giới thiệu sơ một chút để khán giả kênh Phạm Dũng có thêm một cái gợi ý khi mà đi du lịch biển hay là đi Bình Thuận các bạn ạ. Đây là khu vực biển Bình Thạnh của huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận các bạn. Ở đây chỉ có một cái mà mình thấy là nên cái có dịch vụ là cho thuê loa kẹo kéo các bạn, thì Diệm nghĩ là nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái khu vực môi trường chung ở đây ấy. Nó cũng có hai mặt. Nhạc thì sẽ có mọi người sẽ có thêm sự vui vẻ phấn khích để đi tắm biển, nhưng mà cũng đôi khi là hơi ồn ào quá thì cũng tùy quan điểm của từng người thôi các bạn. Bãi đá này đẹp lắm, nhưng mà có một vấn đề, đó là các cái vỏ hàu á, ai mà đi trên đất là nó cắt vào chân ấy. Đây này các bạn, Việt này nó có cái này đường đường gì nhìn hơi sợ anh Dũng hả? À bên kia nhìn còn sắc hơn nữa. Cho nên là cái màu của đá đây á, thì Diễm cảm giác là mình có thể chụp hình rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà đi chân không thì phải hết sức lưu ý, đặc biệt là các bạn nhỏ ấy. Dễ thương á. Không ngờ là bên ngoài con đường dẫn tới đây á, thì khá là vắng. Nhưng mà đi ra tới bờ biển rồi thì hàng ngàn người cùng vui chơi, tạo nên một cái không khí vô cùng sôi động ở đây các bạn ạ. Mà các bạn theo Diễm quan sát thì Diễm thấy là cái bờ biển ở đây các bạn rất là sạch nha, sạch và nước biển trong. Vui quá à. Ở đây bây giờ mà tìm được chỗ ngồi ăn là cũng hơi khó đấy. Mình tính là ăn tối rồi mới lên đường về Sài Gòn. Mà bây giờ là đông, tại vì nếu mà so giữa thứ bảy và chủ nhật thì thứ bảy lúc nào cũng sẽ cao điểm hơn các bạn. Mát quá. Đi chơi kéo co hả? Chắc là mình đi lên phía trên này, sau đó mình sẽ đi tìm một chỗ nào đó để ăn no bụng rồi về Sài Gòn. Tại vì từ đây mà về Sài Gòn là còn khoảng 300 km nữa các bạn ạ. Ở đây là bánh xèo và bánh canh đúng không chị? Bao nhiêu một phần gì? 40-50. Bánh canh trứng thì 40, còn bánh canh hải sản thì 50. 40-50. Có bánh canh trứng. Điểm của chị là em thấy là yên tĩnh nhất khu này đấy. Nãy giờ mình đi là khúc nào cũng mở nhạc hát karaoke nên là mình cũng không có quay được các bạn ạ. Dạ, dạ đúng rồi, em chào chị. Dạ. Thôi để mình sẽ ăn một phần bánh canh, một phần bánh xèo. Đúng rồi. Cho nó yên tĩnh các bạn ạ. Đây là nguyên một xô bột gạo tươi đúng không nhỉ? À thấy uy tín rồi. Kế bên là còn kem Thái Lan. Bánh xèo của mình là có tôm thịt mực. Dạ, tôm thịt mực. Dĩa 3 cái, 40. Dĩa 3 cái là 40, cho em một đĩa. Bỏ xuống. Dạ, với lại một đĩa bánh căn nha. Ở đây cái khay của bánh xèo á, nó hơi giống bánh căn kế bên ha, nhưng mà nó to hơn. Cũng là cái nắp bằng đất sét này các bạn này. Phiên bản khổng lồ. Thịt ghé để ăn đồng lắm các bạn. Dạ mình vô cái trong. Dạ, đây hai người. Này. Cho mực này. Đây ngay biển mà ăn tôm mực là chuẩn nè các bạn ạ. Mực tơ luôn. Tươi luôn chị ạ. Mực sống luôn. À thấy miếng mực không? Trong xẻo luôn. Ở đây là cuối tuần đông vui chị ha. Dạ đúng rồi.
này mực tươi nên là cũng nhanh chín nha. Dạ đúng rồi, mực đây nó tươi nên nó giòn á, nhanh giòn á. Dạ. Chín là nó giòn. Hình như là đầu tiên mình thấy đổ bánh xèo của này á. Miền Trung mà. Dạ. Mọi okay, người hay này. Dùng cái chảo gang á chị. Ở đây em thấy mình dùng cái đất sét. Rồi, đang quay đây à. Cũng có nhiều khán giả kênh Phạm Dũng là đi chơi biển Bình Thạnh. Dọn cái bàn này thôi. Ở đây là biển Bình Thạnh đúng không chị? Bình Thạnh, Cổ Thạnh. Dạ, Bình Thạnh và Cổ Thạnh luôn. Cổ Thạnh, Bình Thạnh. Dạ. Xã mỗi lần Bình nhắc Thạnh. Tới Bình Thạnh là mình xã cứ nhớ tới Bình Thạnh. Của Sài Gòn. Sài Gòn là có quận Bình Thạnh chị. Đúng rồi, còn đây là xã. Còn đây là xã Bình Thạnh. Chị bán ở đây lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Nhưng mà thời gian gần đây là khu vực biển này là đông khách đó chị hả? Đúng rồi. Đông như này lâu chứ chị, được mấy năm rồi? Lâu rồi chứ. Cái này là lâu rồi, bây giờ là nó giảm bớt. Chứ hồi đó là nó đông lắm. Đông hơn bây giờ. Ngày xưa còn đông hơn nữa. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ là giảm hơn, dạ giảm hơn. Thế là trước dịch còn đông hơn bây giờ. Vì ở đây là chùa, ở gần đây là chùa gì chị ha? Chùa Cổ Thạch. Chùa Cổ Thạch thì rất là mọi người đi đến này viếng rất nhiều luôn nha các bạn. Dạ. Chào cô. Cái màu vàng này là nghệ hay gì? Đúng rồi, bột nghệ. Bảo bột nghệ. Mỗi người hai cái này là no rồi. Rồi, một dĩa. Bên mâm. Của chị này vô. Đây. Bánh căn đúng không? Còn dạ, bánh căn nữa. Bánh căn thập cẩm nữa. Bánh căn thập cẩm nữa, phải không? À đây là mẹ chị à? Đó, bánh bên đây nè. Cô đeo khẩu trang, em thấy là đây là mình gọi là phải gọi là cô. Gọi là cô. Thế chị gọi là ngoại thì mình mới, tại vì cô là đeo kín hết. 65 rồi. 65 rồi. Ngoại là ngoại là sinh ra ở đây luôn hay đâu ngoại mà có bệnh hay không? Dạ. Dạ được cô. Này đúng như là thiên đường. Bốn lưỡi trên bên trên đúng không dạ? Cho cao nhiều nha. Dạ. Có đôi khi mình gọi là biển Cổ Thạch này, có khi mình gọi là biển Bình Thạnh này, thì mình gọi chung là biển Bình Thạnh, Cổ Thạch là đúng nhất các bạn. Bây giờ của mình có luôn rồi nha. Có cả bánh căn luôn hả? Dạ đây, rồi. Mình chào ăn đi. Bạn Diễm là tính ăn một tô bún riêu nữa cơ, nhưng mà bên đấy là mọi người hát lớn quá, nên là mình có duyên với món bánh căn và bánh xèo này các bạn. Các bạn thấy là nãy giờ mình ăn cái bánh xèo cũng được hơn một cái bạn Diễm à. Nhưng mà Phạm Dũng vừa phát hiện ra một sự cố, đó là mình sử dụng cái máy quay nó bị nhầm. Bị nhầm chế độ, nó chuyển qua slow motion đó bạn Diễm à. Nãy giờ là bạn Diễm có ăn đấy, nhưng mà nó đều là ở chế độ slow motion hết. Thì các bạn thử xem là nãy giờ bạn Diễm ăn cái nào trong vài giây nha. Dạ thôi. Tiếp tục thưởng thức bạn Diễm à. Đây là cái bánh xèo mà nãy giờ mình và bạn Diễm ăn này, phải nói rất là ngon luôn. Mực tươi. Ăn cái gì mà cùng với rau á, Diễm rất là thích nha. Một chỉ bánh xèo, một chỉ hải sản. Ba cái bánh xèo là 40.000 và rất là nhiều tôm, mực, rồi thịt. Thập cẩm nữa các bạn, và đặc biệt ở đây là hải sản rất là tươi. Mình thấy là khách du lịch tới đây á thì người ta cũng chỉ mong á là thứ nhất là đi du lịch này, đi tắm biển này, đi trải nghiệm này, nhưng mà người ta cũng mong muốn là mỗi cái nơi du lịch ấy thì đồ ăn sẽ ngon và chất lượng. Thì mình thấy ở đây là đáp ứng được cái sự đa dạng rất là nhiều. Như Diễm ăn một cái bánh thế này thì Diễm thấy là tôm tươi, mực tươi, bánh ngon, hài hòa. Và cái quan trọng nữa là đi trên cái con đường này thì các bạn thấy không, ngoài bán đặc sản ra nha thì người ta bán rất là đa dạng món luôn, nào là bún riêu này nha, rồi những con gà luộc rất là ngon này, xôi này, xương ta hạt lựu này, rồi bún riêu, bún bò, thấy nói chung là ngoài hải sản ra nhiều món lắm. Không cho em hai người luôn á cô, một chén. Em mình thì
con anh Dũng qua một cái mới này. Đó. Đấy, đây là bên trong một cái bánh xèo. Hồi nãy là dở cho nó còn bốc khói luôn các bạn. Nhưng mà cái mực này là mình vừa mới ăn một miếng ấy, là nó rất là giòn, ngọt, tươi. Mời các bạn nha. Ngon quá. Đúng không? Đi biển hải sản là phải tươi rồi, nhất là Bình Thuận đó. Nơi rất là nổi tiếng về các loại hải sản biển. Còn bên này là bánh căn. Bánh căn. Nhưng mà trước khi ăn bánh căn á là sẽ vô một ly trà đá. Chờ ly trà đá siêu to khổng lồ luôn này các bạn này. Vô. Vô mời cả nhà nha. Đúng rồi. Đây là cái bánh xèo mình vừa mới gọi thêm nè, các bạn thấy là nó nóng hổi như nào nè. À, ngon chưa, ngon chưa. Ba cái như này là 40 ngàn nè các bạn. Rất là thơm. Cái vỏ bánh ở đây thì vừa giòn vừa béo vừa thơm. Nhìn hấp dẫn chưa các bạn ơi. Ở đây phần thưởng dành cho anh Dũng nha. Còn Diễm là bây giờ sẽ thưởng thức bánh căn. Thì cái bánh căn ở đây là các bạn ăn nước mắm cũng được, hoặc ngoài ra thì người ta cho mình một miếng nước mà kiểu giống như là cá này, nấu với cá đó các bạn. Ở đây thì có bánh căn tôm này, bánh căn mực, rồi bánh căn trứng. Thì mình sẽ ăn cái bánh căn mực trước nha. Ui trà. Mời cả nhà nha. Các bạn biết là ở dưới đây nè các bạn đấy, nó kiểu cháy cháy á, nó thơm thơm nha và giòn giòn đây này đó, mà cái mỡ hành ngon nha. Quá đã luôn. Đi biển như này thì chắc là chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần thôi là lên ký ngay các bạn. Nhưng mà quan trọng là mình được thưởng thức đồ ăn ngon. Không phải là lúc nào mình cũng có thời gian sắp xếp để đi du lịch biển được. Anh Dũng thử cái này đi, ngon lắm đấy. Mình xin nha. Ở trên này là có một cái dâu mực còn thế mà. Ừ, giòn mực tươi. Các bạn nha. Mình có thể chấm cái nước chấm này nè. Ngon nhờ. Bình dân mà ngon. Để Diễm thử cái cá này xem là người ta nấu cái gì đây. Không giống cá kho đâu các bạn, chỉ giống như là nước hầm cá có mặn nhẹ một tí thôi. Đây là thịt cá đục nha. Cái vỏ bánh nó giòn giòn cứng cứng mà thế mà cháy cháy á, hơi cháy vậy mà nó hơi cứng ở dưới cái đáy của cái bánh, nhưng mà lại thơm thơm và bên trong bánh thì béo, dâu mực thì giòn. Nhưng mà may hôm nay không mưa các bạn. Ở khu vực này là không có mưa. Bánh căn truyền thống nha các bạn. Bánh căn với lại trứng. Giờ cuốn sao mới là vấn đề nè. Ăn vậy thì nó cũng to quá ha. Nhưng cái bánh căn nó Diễm không biết là cuốn sao luôn á. Như này là bạn Diễm đã cảm thấy là đủ no bụng để về Sài Gòn chưa? Quá no luôn. Thực sự là ngày hôm nay á, tổng thời gian mà mình có mặt ở Bình Thuận chắc là chỉ khoảng 12 tiếng thôi bạn Diễm ạ. Một cái chuyến đi là vô cùng ngắn so với mọi chuyến đi khác của Phạm Dũng và Phan Diễm. Nhưng mà mình mong rằng đây cũng sẽ là những trải nghiệm đặc biệt dành cho khán giả ruột kênh Phạm Dũng. Đặc biệt là những ai mà có nhu cầu về yến, đặc biệt là yến sạch, yến thật các bạn. Anh Dũng có thể thay Diễm đọc số hotline được không? 0981128578. Hay quá. Để ra là mình mong muốn chia sẻ với các bạn thôi, chứ không phải là mình biết chắc rằng là không phải ai xem video này cũng có nhu cầu để dùng cả. Nhưng mà mình chia sẻ khi nào mà các bạn có nhu cầu dùng thì các bạn có thể ủng hộ của Diễm bất kỳ một mặt hàng nào mà Diễm đang bán. Còn ngoài ra thì trên tinh thần là mình cứ xem video để giải trí thôi các bạn ạ. Đây là miếng trà đá nha.
mình vừa mới ăn những cái bánh xèo mà có nhân tôm thịt mực như thế này các bạn này, rất là ngon luôn. Đây là chị vẫn đang tráng. Ở đây là bán tới mấy giờ vậy chị? Hết bột là nghỉ. Hết bột là nghỉ, nhưng mà thường khoảng mấy giờ chị? Cỡ 10 giờ, 11 giờ. 10-11 giờ đêm. Em ấn tượng với cái vị của bánh xèo ở đây là nó thơm thơm béo béo, hơi giống bánh xèo miền Tây một chút. Chưa đã. Em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, cảm ơn. Đấy, giờ này là may mắn là vẫn còn sáng các bạn ạ, tức là không quá trễ để mình và bà Diễm về Sài Gòn để mình còn làm clip để đăng đúng vào 6 giờ sáng các bạn xem nữa. Đấy, thì ở đây là một trải nghiệm ngày hôm nay là cảm thấy rất là vui các bạn ơi. Hy vọng rằng thời gian tới thì mình sẽ có dịp đi khám phá các tỉnh ở miền Trung nhiều hơn nữa để chia sẻ với các bạn. Tại vì mình luôn thấy rằng mình tự hào vì Việt Nam mình là có đồ ăn ngon này, có cảnh đẹp này, biển đẹp, núi đẹp và con người thì thân thiện, du lịch thì giá rất là phải chăng. Nên là hy vọng là có thể kênh Phật Dụng sẽ góp một phần nhỏ bé nào đó lan tỏa những hình ảnh đẹp của quê hương đất nước gửi tới các bạn. Trước khi kết thúc clip ngày hôm nay thì mình có một lưu ý rất là quan trọng, đó là ai yêu quý mình và Diễm muốn mua hàng ủng hộ thì nên gọi đúng vào số điện thoại của bạn Diễm. Là số bao nhiêu bạn Diễm? Các bạn có thể gọi vào số hotline của Diễm là 0981128578. Số điện thoại đó thì các bạn chắc chắn một điều là không phải mua chúng những cái trang mà hàng giả, hàng kém chất lượng đấy. Còn clip ngày hôm nay thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo, đó là ăn mừng nhà mới mẹ của Phạm Dũng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với